Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 66. Đã làm cho Lý Tiểu Thư chê cười rồi. Phạm Ly lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Nếu ngươi sợ chết, vậy ngươi có thể ở lại đây một mình. Một người ở chỗ này sao? Lý Ninh cười nói. Phạm Tiểu Thư làm vậy còn không bằng một trưởng đập chết hắn, một mình hắn ở đây, bất kỳ một con dã thú nào cũng có thể giải quyết hắn. Dương Diệp nhìn mấy người ở đó, cuối cùng nhìn Phạm Mộng nói. Ta tương đối nhạy bén với nguy hiểm, tin tưởng ta, thứ xuất hiện. Phía trước rất phiền phức, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng. Tin tưởng ngươi sao? Lý Ninh hừ lạnh nói. Ngươi tính là gì chứ? Một con kiến hôi cảnh giới phàm nhân không ngờ dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt một đám cảnh giới tôn giả, đúng là quá nực cười. Dương Diệp nhún vai, nói. Vậy ngươi đi đi. Thành thật mà nói. Hắn hy vọng tất cả những người này đều chết sạch là tốt nhất, chẳng qua hắn không đành lòng để Phạm Mộng rơi vào nguy hiểm, bởi vậy mới nhắc nhở. Ta tin tưởng hắn. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên nói, nhưng lại bị Phạm Ly trừng mắt làm nàng vội vàng cúi đầu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lấy tình trạng của bản thân ta thế nào còn có thể sống sót, ta nhất định phải có chút bản lĩnh. Bản lĩnh của ta chính là có thể cảm nhận được nguy hiểm, trước mặt cho ta cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường vòng, làm vậy sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn biết, Lý Thanh Y này mới thật sự là người dẫn đầu, chỉ có nàng đồng ý, Phạm Mộng mới có thể tránh được nguy hiểm. Nguy hiểm? Lý Ninh cười lạnh nói. Đó là với ngươi, cho dù là một con dã thú không có đẳng cấp cũng có thể tạo thành uy hiếp với ngươi. Ngươi phải hiểu rõ. Ngươi không giống với chúng ta. Chúng ta là cảnh giới tôn giả, ngươi chẳng qua là cảnh giới phàm nhân, nguy hiểm trong miệng ngươi không cùng một khái niệm với uy hiếp của chúng ta. Dương Diệp không hề nhìn hắn, mà chỉ nhìn Lý Thanh Y. Đúng lúc này, Ngọc Lang đột nhiên nói. Lý cô nương, mặc dù bốn người chúng ta mới là cảnh giới tôn giả, nhưng lấy thực lực của bốn người chúng ta, cho dù gặp phải cảnh giới hoàng giả cũng có thể đánh một trận. Nếu như chúng ta nghe lời một huyền giả cảnh giới phàm nhân nói mà đi đường vòng, truyền ra ngoài, chúng ta làm sao còn đặt chân ở Thiên Phong Thành được nữa. Hơn nữa, điều này cũng có ảnh hưởng đối với thanh danh của Lý cô nương. Lý Thanh Y kiếp nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người đi. Lý Ninh thấy thế thì nhìn Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi chỉ có một mình ở đây, hy vọng lúc chúng ta trở lại, vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, hắn đi theo Lý Thanh Y. Ngọc Lang thản nhiên nhìn lướt qua Dương Diệp, sau đó cũng lập tức đi theo. Chúng ta đi thôi. Phạm Ly kéo Phạm Mộng muốn đi, nhưng Phạm Mộng vẫn không nhúc nhích. Lúc này mặt Phạm Ly lạnh xuống, tức giận nói. Muội rốt cuộc muốn thế nào? Muội tùy hứng còn chưa đủ sao? Tới bao giờ thì muội mới có thể trưởng thành lên được? Thoáng cái nước mắt Phạm Mộng lại tràn ra. Ta đã rất cố gắng rồi. Ta chỉ không muốn tỷ tỷ gặp nguy hiểm mà thôi, ta. Tỷ làm gì mà hung dữ với ta như vậy? Muội chỉ mới biết hắn chưa tới mấy canh giờ rốt cuộc, hắn rót thuốc mê gì cho muội mà muội phải tin tưởng hắn như vậy. Phạm Ly chỉ vào Dương Diệp, nàng đã bình tĩnh lại, nhưng sát ý trong mắt càng lộ rõ. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Cả mặt đất rung lên, rất nhiều cây lớn nổ tung. Tiếp theo. Lý Thanh Y cùng này Lý Ninh còn có Ngọc Lang xuất hiện ở trong tầm mắt của ba người Dương Diệp. Tuy nhiên sau lưng ba người còn có hai con quái vật khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ đuổi theo. Hai con quái vật khổng lồ màu trắng như tuyết, nhưng đầu cùng hai tay, hai chân lại hiện lên vân màu xanh, mà phía sau hai con quái vật khổng lồ này còn có một đàn bạch viên nữa. Bạch viên vương biến dị, còn là hai con. Giờ phút này, vẻ mặt Phạm Ly lập tức trắng bệch. Mà Phạm Mộng lại hoàn toàn sửng sốt, Dương Diệp đột nhiên kéo tay nàng bỏ chạy. Một đám ngu xuẩn, bảo các ngươi đừng đi, các ngươi càng muốn đi. Lần này lão tử xem các ngươi chơi thế nào. Dương Diệp lôi kéo Phạm Mộng một đường chạy như điên, nhưng hắn đã nhanh chóng dừng lại. Bởi vì xung quanh đột nhiên truyền đến những tiếng thình thịch. Tiếp theo, một đám cây lớn không ngừng đổ xuống. A cứu mạng! Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp nhận ra, đó là giọng nói của Lý Ninh. Cảnh giới tiên thiên thượng phẩm, 1. Dương Diệp nhìn lại,
chỉ thấy hắn bị hơn 10 con bạch viên cùng bao vây tấn công, tay trái của hắn đã sớm biến mất, máu từ vai không ngừng tuôn ra. Ngọc Lang cùng Phạm Ly cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc này hai người bị một đám bạch viên vây chặt, mặc dù hai người có chút chật vật nhưng không có thảm như hắn. Lý Thanh Y làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ, bởi vì lúc này nàng tự nhiên lấy sức một người đối đầu với hai con bạch viên biến dị. Phải biết rằng, bạch viên biến dị này có cảnh giới tương đương với tôn giả thượng phẩm, hơn nữa nó rất mạnh mẽ, ít nhất phải mạnh hơn yêu thú tôn cấp ở đại lục huyền giả. Mà cảnh giới của Lý Thanh Y mới chỉ là tôn giả trung phẩm, lại có thể đấu với hai con bạch viên cao hơn nàng một cảnh giới, không hề nghi ngờ, người mạnh nhất là Lý Thanh Y. Lúc này, xung quanh không ngừng xuất hiện bạch viên, những con bạch viên này cũng không xông loạn, mà chậm rãi vây quanh bọn họ. Tạo thế, khóe mắt Dương Diệp khẽ giật, những con bạch viên không xông lên càng đáng sợ hơn những con xông lên. Bởi vì bọn họ chậm rãi từ bốn phía xông lên, không thể nghi ngờ cách thức này sẽ làm đám người Lý Thanh Y phải phân tâm đề phòng xung quanh, hơn nữa còn có thể tạo thành áp lực tâm lý cho bọn họ. Chuyện này có chút kỳ lạ. Dương Diệp thu hồi tâm thần, liếc nhìn xung quanh, sau đó kéo Phạm Mộng nhảy đến trên một cây lớn bên trái bọn họ. Sau khi lên cây, Dương Diệp trầm giọng nói. Bình tĩnh tập trung tinh thần, đừng lên tiếng. Có chuyện lúc trước, Phạm Mộng có sự tin tưởng gần như là mù quáng đối với Dương Diệp, bởi vậy sau khi Dương Diệp nói như vậy, nàng lập tức làm theo. Dương Diệp không để ý nhìn đám người Lý Thanh Y, mà phóng tâm thần lục soát xung quanh, lấy thực lực của hắn lúc này, phạm vi lực thần hồn có thể bao phủ ít nhất là 10 dặm. Nhưng đáng tiếc, sau một lúc lâu hắn vẫn không điều tra ra được. Mà lúc này, những con bạch viên xung quanh đã bao vây đám người Lý Thanh Y lại, bọn chúng đứng xung quanh mà không xông lên, nhưng không ngừng gào thét. Dương Diệp thu hồi tâm thần, nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Nàng có đá năng lượng hay không? Càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đưa tất cả cho ta. Bây giờ hắn đã là cảnh giới tiên thiên trung phẩm, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới vương giả, chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả, hắn sẽ có khả năng gờ tự vệ. Đối với người khác, chỉ sợ nâng cao cảnh giới là một chuyện rất khó khăn, nhưng với hắn thì không có gì khó cả. Bởi vì bản thân hắn đã từng đạt đến những cảnh giới này, bất kể tâm cảnh hay cảm ngộ của bản thân đều đã có, hắn chỉ thiếu linh khí. Chỉ cần có thể hấp thu linh khí vào cơ thể, nâng cao cảnh giới trước bán thánh hoàn toàn không có khó khăn gì với hắn. Đá năng lượng sao? Phạm Mộng ngẩn người, sau đó vội vàng lấy ra một đống đá năng lượng, nói. Ta chỉ mang theo có như vậy thôi, tất cả đều cho ngươi. Dương Diệp vừa nhìn, lập tức mừng rỡ, bởi vì trong đó tự nhiên có 10 viên đá năng lượng siêu phẩm, còn lại đều là đá năng lượng cực phẩm, khoảng hơn 1.000 viên. Nhà ta có một chỗ linh mạch hạ phẩm, cho nên nhà ta không thiếu thứ này, chờ ta trở lại, có thể lấy cho ngươi nhiều hơn. Phạm Mộng nói, cái này là được rồi. Dương Diệp nói xong, cầm lấy những viên đá năng lượng siêu phẩm bỏ vào trong miệng nuốt ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Phạm Mộng. Phạm Mộng trợn mắt há hốc mồm, qua hồi lâu, nàng nuốt nước bọt và nói. Vật này hình như không phải sử dụng như thế. Dương Diệp đảo mắt, hắn đương nhiên biết thứ này không dùng như thế, nhưng hắn có biện pháp gì? Hắn chỉ có thể sử dụng như thế. Dương Diệp không giải thích, hắn nuốt thêm mấy viên đá năng lượng siêu phẩm. Những viên đá năng lượng vừa vào trong cơ thể hắn, lập tức hóa thành rất nhiều huyền khí, sau đó chúng chuyển thành dòng tử khí. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thượng phẩm, chỉ cách cảnh giới vương giả có một bước xa. Đúng lúc này, Lý Ninh ở phía dưới này không chú ý, bị một con bạch viên đánh vào trên lưng. Sau khi hét thảm một tiếng, hắn bay ngược ra ngoài. Lý tiểu thư, cứu mạng. Nhìn thấy những con bạch viên lại lao vọt về phía hắn, Lý Ninh cũng không để ý tới phong độ gì nữa, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Mà tình cảnh của Phạm Ly cùng Ngọc Lang cũng không tốt, lúc này hai người đang khổ sở chống đỡ, bị thua, thậm chí bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy tỷ tỷ mình rơi vào trong vòng vây, Phạm Mộng tất nhiên không thể ngồi yên, khi nàng muốn xông xuống, Dương Diệp lại ngăn cản nàng, nói. Lấy thực lực của nàng bây giờ, xuống không chỉ không cứu được tỷ của nàng, trái lại còn có thể tăng thêm phiền phức, làm cho tỷ của nàng chết nhanh hơn. Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tình cảnh như vậy. Phạm Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Dương Diệp, ngươi lợi hại như vậy, ngươi chắc chắn có thể cứu tỷ tỷ của ta, đúng không?
Ta biết, thái độ tỷ của ta với ngươi không tốt, nhưng nàng không có ác ý, nàng chỉ lo lắng cho ta mà thôi. Nếu như ngươi thật sự tức giận, ta thay nàng xin lỗi ngươi, nếu không ngươi đánh ta chút giận cũng được, chỉ cầu xin ngươi mau chóng cứu nàng, được không? Không có ác ý với mình, Dương Diệp lắc đầu, không ngờ nha đầu cũng nói ra được câu này, cả đoạn đường đi, Phạm Ly đã nhiều lần muốn giết chết hắn, cái này gọi là không có ác ý à? Dương Diệp dứt khoát lắc đầu, nói. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta kém như vậy, xuống cũng chính là chịu chết, ta không có cách nào. Đây thật ra là lời nói thật, bây giờ hắn chỉ là cảnh giới tiên thiên thượng phẩm, đi xuống để giết chết một vài con bạch viên thì không có vấn đề, nhưng làm vậy căn bản không có tác dụng gì, phải biết rằng xung quanh có ít nhất hơn 1.000 con bạch viên. Đấy, ngươi có thể làm giống như lần trước vậy. Phạm Mộng vội vàng nói. Ta phát động huyền khí cùng kiếm ý, người nắm tay của ta, chúng ta có thể liên thủ. Dương Diệp thấy bất đắc dĩ. Phạm Mộng là cảnh giới linh giả, bởi vì nàng học kiếm, nên hắn có thể lấy nàng làm trung gian thi triển ra kiếm kỹ cường đại, nhưng hắn cũng không muốn cứu mấy người kia. Không, phải nói là sau khi hắn khôi phục thực lực, có lẽ còn đích thân xử lý mấy người phía dưới kia. Cả đời này hắn ghét nhất người khác giả trâu bò ở trước mặt hắn. Mà mấy người phía dưới kia mỗi ngày đều giả trâu bò. Thấy Dương Diệp vẫn im lặng, Phạm Mộng cúi đầu xuống, khẽ nói. Ta biết, ngươi nhất định là đang giận tỷ tỷ, ta cũng biết tỷ tỷ đối xử với ngươi như vậy, ngươi tức giận là phải, nhưng ta không thể nhìn tỷ tỷ chết được. Dương Diệp, ta cầu xin ngươi, ngươi mau ra tay cứu nàng được không? Dương Diệp nhìn Phạm Mộng một lát. Nghĩ đến cảnh trước đó nha đầu kia cản giúp hắn một roi thì khẽ thở dài, sau đó nói. Những con bạch viên này hơi kỳ lạ, nếu như ta không đoán sai, phía sau chúng nhất định là có người, hoặc yêu thú mạnh hơn đang chỉ huy. Chúng ta giết những con bạch viên ở đây cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ biện pháp duy nhất là trốn, cố gắng trốn. Tỷ tỷ ngươi còn có Lý Thanh Y nhất định có con át chủ bài nào đó, ngươi bảo các nàng nhanh chóng dùng con át chủ bài, sau đó xông về phía nam. Phạm Mộng vui mừng, vội vàng kêu lên với đám người Lý Thanh Y. Tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, nhanh dùng con át chủ bài, sau đó chạy về phía nam. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, nhà đầu này đúng là quá ngốc, nàng nói như vậy, bọn họ mà tin mới lạ. Quả nhiên, Lý Thanh Y cùng Phạm Ly không để ý tới nàng, không chỉ không để ý tới, Phạm Ly còn trừng mắt với nàng. Hơn nữa, bởi vì nàng gào một tiếng. Đám bạch viên đang chỉ bao vây tấn công đám người Lý Thanh Y, không ngờ có một ít lao về phía nàng cùng Dương Diệp. Phạm Mộng chớp chớp mắt, nhìn về phía Dương Diệp đầy vẻ vô tội. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Mộng, hắn làm sao không biết nha đầu kia đang ép hắn ra tay chứ? Hắn lắc đầu, nhìn về phía Lý Thanh Y, môi đột nhiên mấp máy. Cùng lúc đó, một giọng già nua đột nhiên vang lên trong đầu Lý Thanh Y. Ngu ngốc! Không muốn chết thì lập tức thi triển ra con át chủ bài của ngươi rồi xông về phía nam, đừng đấu với hai con vật đó nữa, dẫn theo bọn họ chạy với tốc độ nhanh nhất của ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền khí truyền âm. Lý Thanh Y biến sắc, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Vẻ mặt Lý Thanh Y rất nghiêm trọng, người có thể huyền khí truyền âm thì ít nhất cũng phải là cảnh giới tôn giả. Nói cách khác. Ở đây còn có một cường giả cảnh giới tôn giả. Hơn nữa ngay cả nàng cũng không phát hiện ra đối phương, điều này chứng tỏ thực lực của đối phương có thể còn cao hơn nàng. Đúng lúc này, giọng nói giả dặn lại vang lên trong đầu nàng. Dùng cái đầu của ngươi suy nghĩ thử xem, những yêu thú mai phục ở phía trước, điều này nói rõ có người đang nhằm vào các ngươi. Bây giờ, hắn ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng, cho dù ngươi giết được hai con yêu thú tôn cấp này, hắn chắc chắn còn có hậu chiêu. Cho dù Lý Thanh Y đang giao đấu cùng hai con bạch viên, nhưng ánh mắt nàng không ngừng nhìn lướt qua xung quanh, đáng tiếc là xung quanh tuyệt đối không có nhân vật nào đáng ngờ. A, à, đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lý Ninh, mọi người nhìn lại, chỉ thấy chân phải của Lý Ninh đã bị một con bạch viên xé xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thanh Y không do dự nữa, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, tràn vào trong hai tay. Sau đó chợt vỗ một cái vào hư không trước mặt. Hư ảnh trưởng. Lý Thanh Y vừa dứt lời, hư không trước mặt nàng rung lên. Tiếp theo, rất nhiều ảo ảnh trưởng ấn bắn ra khỏi hai tay của nàng. Hai con bạch viên tôn cấp lập tức bị chấn động, bay ngược ra ngoài,
những con bạch viên xung quanh thì con chết, con bị thương. Đi! Lý Thanh Y di chuyển tới bên cạnh Lý Ninh và nhấc hắn lên, chỉ mấy lần chấp hiện đã biến mất ở phía nam. Ngọc Lang vội vàng đi theo. Phạm Ly đi tới bên cạnh Phạm Mộng, muốn dẫn nàng đi, Phạm Mộng lại chỉ vào Dương Diệp, nói. Tỷ, dẫn hắn đi cùng, nếu không ta sẽ không đi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp cảm động, cho dù đầu óc của nha đầu kia quỷ kế, nhưng rất tốt bụng. Phạm Ly tức sắp nổ phổi, nhưng vào lúc này, nàng cũng không có thời gian để chỉ trích Phạm Mộng, nàng trợn mắt với Dương Diệp, giống như ánh mắt có thể giết người vậy. Cuối cùng, một tay nàng kéo theo Phạm Mộng, một tay kéo Dương Diệp bay về phía nam. Chỉ là lúc ba người rời đi, Dương Diệp đột nhiên nhìn về chỗ nào đó. Nơi đó có đôi mắt đang nhìn hắn, trong mắt đối phương lộ vẻ kinh ngạc. Những con bạch viên này không đuổi theo, mà dừng tại chỗ, tất cả nằm trên đất. Sau hai hơi thở, một nữ tử cưỡi một con hổ toàn thân có lửa bốc ra, xuất hiện ở đó. Trên người nữ tử này mặc áo bào tím, đầu che chiếc khăn lụa mỏng màu tím, không nhìn thấy rõ hình dáng. Thú vị thật, một huyền giả cảnh giới tiên thiên thượng phẩm lại phát hiện ra ta. Giọng nói của nữ tử vang lên. Nếu như Dương Diệp ở nghe được lời này, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cằm, bởi vì nữ tử nhìn thấy rõ thực lực của hắn. Cảnh giới vương giả, kiếm quang, một. Mấy người một đường chạy như điên về phía nam hơn trăm dặm mới dừng lại. Bịch. Vừa dừng lại, tay phải Phạm Ly hất ra, Dương Diệp liền trực tiếp rơi xuống đất làm bụi văng lên. Phạm Mộng hoảng sợ, muốn đi tới đỡ Dương Diệp, nhưng bị Phạm Ly kéo chặt, đồng thời trừng mắt một cái. Nhưng lần này Phạm Mộng kiên quyết tới bất ngờ trực tiếp hất tay của Phạm Ly ra, sau đó đến bên cạnh Dương Diệp, đỡ hắn dậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sát ý trong mắt Phạm Ly càng lớn hơn. Dương Diệp cũng nhìn về phía Phạm Ly, tay hắn chậm rãi nắm lại, kiếm ý của tổ sư kiếm tông trong đầu đã chấn động. Chỉ cần nữ nhân này dám có chút động tĩnh khác thường, lần này hắn tuyệt đối sẽ khiến cho nữ nhân này chết không toàn thây. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này, giọng nói Lý Ninh vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lý Ninh đang nằm gào thét trên mặt đất. Một cái tay cùng một chân của hắn đã không còn, cho dù máu đã ngừng chảy, nhưng không hề nghi ngờ, hắn không có sức chiến đấu nữa, trừ phi có cái gì có thể đan dược hoặc chỉ bảo gì đó có thể làm chân bị đứt đi mọc ra, nếu không, hắn xem như đã tàn phế. Lý Thanh Y nhìn Lý Ninh, khẽ lắc đầu, nàng biết, đời này của Lý Ninh xem như tiêu rồi. Bởi vì có thể hắn căn bản không có, cũng mua không nổi chỉ bảo hoặc đan dược có thể giúp hắn mọc ra tay chân. Phạm tiểu thư, ta biết tiểu thư nhất định là có linh nhục đan, cầu xin tiểu thư, cầu xin ngươi cứu ta cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Phạm gia. Lý Ninh nhìn về phía Phạm Ly, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Nhìn thấy Lý Ninh như vậy, Lý Thanh Y khẽ lắc đầu, ấn tượng về Lý Ninh lập tức xuống đến số âm. Phạm Ly cũng lắc đầu, Phạm gia quả thật có vẻ cầu xin, nhưng nàng không muốn lấy ra cho Lý Ninh, bởi vì không đáng. Chỉ cần nàng bằng lòng, nàng có thể sử dụng vẻ cầu xin tuyển đến một cường giả cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Ngọc Huynh, Ngọc Huynh. Lý Ninh nhìn về phía Ngọc Lang. Ngọc Huynh, chúng ta quen biết một thời gian, vẫn mong Huynh ra tay cứu giúp, ta nhất định sẽ không quên ân nghĩa hôm nay. Ngọc Lang im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lý Tiểu Thư, lần này ta với Lý Huynh bước vào Đoạn Thiên Sơn Mạch là vì giúp Tiểu Thư đi đối phó Kim Tư Linh Hầu. Bây giờ hắn thành như vậy, vẫn mong Lý Tiểu Thư ra tay cứu giúp, nếu không ở trong dãy núi này, hắn chỉ có một con đường chết. Lý Thanh Y liếc nhìn Ngọc Lang, khẽ nói. Trước khi tới, ta đã từng trả cho các ngươi một nửa số tiền công, cũng nói với các ngươi nói về nguy hiểm lần này, nhưng các ngươi vẫn cầm tiền. Thế nào, bây giờ xảy ra chuyện thì muốn tính tất cả đến trên đầu của ta à? Ngọc Lang vội vàng lắc đầu, nói. Không dám. Chẳng qua chúng ta không thể cứ nhìn Lý Huynh bỏ mạng như vậy chứ. Lý Thanh Y im lặng một lúc lâu, sau đó nói. Linh nhục đan là linh đan quý giá thế nào, người cũng biết, chỉ dựa vào viên đan dược này cũng đủ để ta mời ít nhất 3 gã cường giả cảnh giới tôn giả ra tay một lần. Tuy nhiên người nói cũng đúng, chúng ta không thể nhìn Lý Huynh bỏ mạng như vậy. Nếu không như vậy đi, ta chuyển viên đan dược này thành đá năng lượng siêu phẩm, ta chịu một nửa, thế nào? Cũng không nhiều, giá linh đan khoảng 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Người chỉ cần trả 500 viên đá năng lượng siêu phẩm và được.
500 đa năng lượng siêu phẩm. Khóe mắt Ngọc Lang khẽ giật, 500 đa năng lượng siêu phẩm không phải là con số nhỏ với hắn. Nhưng nếu đập nồi bán sắt, tất nhiên có thể lấy ra được, nhưng vấn đề là có đáng giá không? Ngọc Lang im lặng. Tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Chúng ta chắc hẳn phải cứu hắn. Đúng lúc này, Phạm Mộng đột nhiên nói chuyện. Nghe thấy Phạm Mộng nói vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng. Phạm Mộng nói, chúng ta bây giờ là một đoàn thể, nếu như bây giờ chúng ta bỏ hắn, đoàn thể chúng ta sẽ xuất hiện rạn nứt, sẽ nghi ngờ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Bây giờ, chúng ta còn chưa biết kẻ địch là ai, nếu như nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề, các ngươi nói xem, chúng ta có thể đi ra khỏi dãy núi này sao? Cho nên, cho dù là vì bản thân chúng ta cũng nên cứu hắn. Mọi người nhìn Phạm Mộng một lát, Lý Thanh Y đột nhiên nở nụ cười. Phạm tiểu thư, thật không nhìn ra, nhà đầu nhà người lại có thể nghĩ sâu như vậy, thật thú vị. Tuông mắt Phạm Ly cũng mỉm cười dịu dàng. Phạm Mộng có thể nghĩ đến điểm này, chứng tỏ nàng đã trưởng thành rồi. Trương mắt Lý Ninh có vẻ cảm kích, bởi vì hắn biết, hắn được cứu. Rồi, Lý Thanh Y lấy ra một viên đan dược cho Lý Ninh ăn. Đương nhiên, viên đan dược này được mấy người ở đây chia đều. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tay cùng chân của Lý Ninh bắt đầu mọc ra. Lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trước đó ngươi không cho chúng ta đi về bên đó, ngươi làm sao biết được bên đó có nguy hiểm? Nghe thấy Lý Thanh Y nói vậy, mấy người Phạm Ly lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn mấy người, sau đó nói. Trước đó ta cũng đã nói, ta có thể cảm giác được nguy hiểm. Ta cảm giác bên kia có nguy hiểm, cho nên mới nói như vậy. Thật sao? Lý Thanh Y hỏi, nàng không tin. Dương Diệp nói. Nếu không nàng nghĩ sao? Hỗn xược. Lúc này, Lý Ninh vừa mọc ra tay, chân đã phẫn nộ quát. Sao ngươi dám nói chuyện với Lý Tiểu Thư như vậy? Hắn nói như vậy có gì sai chứ? Phạm Mộng chắn ở trước mặt Dương Diệp, căm tức nhìn Lý Ninh. Nhìn thấy Phạm Mộng bảo vệ Dương Diệp, Lý Ninh có phần sững sờ, sau đó nói. Phạm Mộng Tiểu Thư, Tiểu Như phải nhớ kỹ thân phận của mình, Tiểu Thư là nhị Tiểu Thư Phạm gia mà bảo vệ một gia nô như vậy, truyền đi sẽ có ảnh hưởng không tốt cho nàng. Ai cần ngươi lo chứ? Phạm Mộng hừ lạnh một tiếng. Nói, mệt cho ta vừa rồi còn nói chuyện giúp người, đúng là lãng phí nước bọt của ta. Vẻ mặt Lý Ninh khó coi, nhưng không dám nổi giận với Phạm Mộng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Phạm Ly cũng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, ánh mắt càng không tốt. Lý Thanh Y nhìn chằm chằm vào trong mắt một lúc Dương Diệp, sau đó nói. Thôi đi, bất kể là gì, bây giờ tất cả mọi người ở trên cùng một con thuyền, không nên gây ra mâu thuẫn nội bộ nữa. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó nhíu mày, nói. Trời sắp tối rồi, sau khi trời tối, chính là thời điểm một ít yêu thú hoạt động. Chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi tới khi trời sáng mới đi tiếp tới Linh Viên Sơn. Lúc này, Lý Ninh do dự một lúc, nói. Lý Tiểu Thư, chúng ta vẫn phải đi sao? Lý Thanh Y lạnh lùng liếc nhìn Lý Ninh, nói. Thế nào? Lý Ninh bị Lý Thanh Y nhìn như thế thì lập tức run rẩy, nhưng hắn vẫn nói. Lý Tiểu Thư, những con bạch viên kia rõ ràng đang mai phục chúng ta, nói cách khác, nhất định là có người nào đó, hoặc yêu thú nào đó đang nhằm vào chúng ta. Nếu như chúng ta không làm rõ chuyện này, đã đi tới Linh Viên Sơn như thế, ta sợ rằng còn chưa tới nơi, chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Ngọc Lang khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Các ngươi muốn đi cũng được. Trả tiền ta đặt cọc trước đó đi. Lý Thanh Y khẽ nói. Nghe vậy, hai người Lý Ninh cùng này Ngọc Lang có chút lúng túng. Một lát sau, Lý Ninh nói. Chúng ta đã nhận tiền của Lý Tiểu Thư, tất nhiên phải làm việc, chẳng qua là. Không có chẳng qua gì cả. Lý Thanh Y ngắt lời của hai người, nói. Không quan tâm nguy hiểm tới mức nào đều phải đi tới Linh Viên Sơn. Chỉ cần lấy được thứ ta muốn, ta sẽ không bạc đãi hai vị. Hai người Lý Ninh nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, bọn họ tất nhiên không có can đảm vi phạm giao hẹn, không nói thế tục sau lưng Lý Thanh Y, bản thân nàng cũng không phải là người bọn họ có thể chống lại được. Thấy hai người Lý Ninh không có ý kiến, Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Ly trầm giọng nói. Ta không có lựa chọn khác.
Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói. Phạm tiểu thư yên tâm, chỉ cần có thể giải quyết chuyện này viên mãn, ta sẽ ra mặt thay người giải quyết uy hiếp bên phía Diệp gia. Tuy nhiên ngày mai lúc cần Phạm tiểu thư trả giá lớn, hy vọng nàng đừng đau lòng. Tất nhiên. Phạm Ly gật đầu và nói. Mọi người tiếp tục đi, cuối cùng, Lý Thanh Y tìm được một đầm nước. Đầm nước không lớn, chỉ dài rộng chừng trăm trượng, ở xung quanh đầm nước là một mảnh rừng rậm. Giữa rừng rậm và đầm nước cách nhau khoảng mấy chục trượng. Bọn họ tất nhiên không dám nghỉ ngơi ở trong rừng, bởi vậy mới lựa chọn bên đầm nước. Dương Diệp nhìn lên trời, cho dù bóng đêm hạ xuống, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy dãy núi cao vô tận. Hắn càng xác định, Thiên Phong Thành này được núi lớn vô tận vây quanh. Ở trong những ngọn núi lớn, cho dù hắn tạm thời không phát hiện ra yêu thú nào cường đại, nhất định có yêu thú hoàng cấp. Nói cách khác, cho dù đạt được cảnh giới vương giả, muốn đi ra khỏi những ngọn núi lớn này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cũng không phải quá khó khăn. Dương Diệp không ngồi cùng đám người Lý Thanh Y, mà xếp bằng dưới đất, cách mấy người một đoạn, không ngừng cắn nuốt đá năng tượng cực phẩm, sau đó chuyển hóa chúng thành huyền khí màu tím. Đêm khuya, bên trong núi lớn bắt đầu không yên tĩnh. Rất nhiều tiếng yêu thú gầm gừ vang trọng trong núi sâu, những tiếng gầm gừ kia có gần có xa, tuy nhiên mấy người không để ý nhiều. Bởi vì phần lớn đẳng cấp của những yêu thú này đều là cảnh giới vương giả, rất ít tôn cấp, chỉ có một hai con. Về phần hoàng cấp, một con cũng không có. Phạm Ly đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp mở mắt ra, nhìn về phía Phạm Ly. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói. Ta không biết vì sao tiểu mộng bảo vệ ngươi như thế, nhưng ta chỉ muốn nói, muội muội ta tương đối ngây thơ, nhưng ta không ngây thơ. Phù! Dương Diệp thở ra một hơi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn. Cảnh giới vương giả, sau khi cắn nuốt hết tất cả đá năng lượng cực phẩm, cuối cùng hắn đã đạt tới cảnh giới vương giả. Nghe thấy Phạm Ly nói vậy, hắn kìm chế sự vui mừng trong lòng, chậm rãi đứng lên, đối diện cùng Phạm Ly. Ngươi muốn nói gì? Phạm Ly nói. Ngươi tiếp cận lấy lòng nàng, không phải là vì tiền sao? Đừng nói với ta ngươi không lừa đá năng lượng trên người nàng. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ ném xuống dưới chân của Dương Diệp, nói. Ở trong đó có 500 viên đá năng lượng cực phẩm, đủ cho loại người như ngươi dùng 10 đời. Ngươi cầm lấy nó lập tức lăn, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi muốn chết cũng khó. Dương Diệp nhìn cái nhẫn chứa đồ dưới chân, sau đó nói. Sở dĩ ngươi còn sống, cũng là vì ngươi có một muội muội ngây thơ. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, đưa vỏ kiếm cho ta, sau đó ta đi, nếu không đợi lát nữa ngươi sẽ phải cầu xin ta đi đấy. Phạm Ly còn chưa nói chuyện, Lý Ninh đã đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ quát. Làm càn, tên nô tài chó nhà ngươi thì tính là gì chứ? Không ngờ ngươi lại nói chuyện với Phạm tiểu thư như vậy. Đúng lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Thương hoa tiếc ngọc, thủ đoạn phá hoa độc ác. 1. Ngoại trừ Lý Thanh Y ra, đám người Phạm Ly đều không thấy đường kiếm quang này, bởi vì tốc độ kia thật sự quá nhanh. Giờ phút này, trên mặt Lý Thanh Y không có vẻ ung dung cùng bình tĩnh nữa. Nàng nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong lòng sôi sục. Lý Ninh vẫn còn đang mắng Dương Diệp, hắn đột nhiên phát hiện tất cả mọi người ở đó đều đang nhìn hắn, hắn ngừng lại và liếc mắt nhìn bọn họ, đang chuẩn bị nói thì đột nhiên, hắn kinh hãi nhìn về phía cánh tay trái của mình, lúc này hắn chỉ thấy cánh tay trái đã mọc ra tự nhiên rơi trên mặt đất. A! À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bên đầm nước yên tĩnh, làm đầm nước chấn động từng đợt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng há hốc miệng. Nàng biết Dương Diệp nhất định rất lợi hại, nhưng nàng không ngờ Dương Diệp lợi hại đến mức này. Lý Ninh là cường giả cảnh giới tôn giả đấy. Nhưng hắn thậm chí không tránh nổi một kiếm của Dương Diệp. Không chỉ Phạm Mộng sợ tới mức ngây người, ngay cả ba người Lý Thanh Y, Phạm Ly cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Dương Diệp không để ý tới mấy người bọn họ, mà đi về phía Phạm Ly. Đưa vỏ kiếm cho ta. Phạm Ly lấy lại tinh thần, cổ tay nàng thoáng động, một cây roi xuất hiện ở trong tay nàng, huyền khí trong cơ thể dâng trào. Ngươi rốt cuộc là ai? Không chỉ Phạm Ly, lúc này Lý Thanh Y cùng Ngọc Lang cũng phát động huyền khí, âm thầm đề phòng, chuẩn bị lập tức ra tay. Dương Diệp tiếp tục đi về phía Phạm Ly, nói.
Ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn lấy lại vỏ kiếm của ta, ngươi trả vỏ kiếm cho ta, ta sẽ lập tức rời đi. Trong mắt Phạm Ly hiện lên một tia sáng lạnh, cái roi trong tay nàng đột nhiên phát ra từng tiếng nổ mạnh, mang theo bóng roi đánh về phía Dương Diệp. Chẳng qua roi của nàng còn chưa tới trước mặt Dương Diệp đã bị một đường kiếm quang chém thành hai đoạn. Phạm Ly quá khiếp sợ, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo, Phạm Ly cảm giác bụng mình truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, sau đó cả người bay ra về phía sau. Bịch! Phạm Ly bị đập vào trên một cây lớn, sau đó rơi xuống mặt đất khẽ rung lên. Lý Thanh Y và Ngọc Lang biến sắc, muốn ra tay. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bọn họ, nói. Ai động, người đó chết. Làm càn. Ngọc Lang phẫn nộ hét lên một tiếng và muốn ra tay. Mà lúc này, một đường kiếm quang chợt lóe lên, sau đó Ngọc Lang đứng nguyên tại chỗ. Đầu Ngọc Lang trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra thành vòi. Lý Thanh Y đang muốn ra tay thấy vậy, đồng tử co nhanh lại, đứng nguyên tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, Phạm Ly đứng lên và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hắn không trả lời nàng, chỉ bước một bước về phía trước, chỉ một bước này, hắn đã lập tức tới trước mặt Phạm Ly. Tiếp theo, Phạm Ly cảm giác cổ mình bị siết chặt, thiếu chút nữa thì nghẹt thở. Dương Diệp, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng quá khiếp sợ, vội vàng gọi tên Dương Diệp. Dương Diệp thoáng dừng lại, sau khi trầm ngâm một lát, tay hắn chậm rãi thả lỏng ra, hắn nhìn Phạm Ly và lắc đầu, nói. Sở dĩ ngươi còn sống sót đến bây giờ, không phải bởi vì ngươi xinh đẹp, cũng không phải bởi vì ngươi thông minh, mà bởi vì ngươi có một muội muội ngây thơ. Ta không muốn nói nhiều lời với ngươi, lấy ra vỏ kiếm, nếu không ta không ngại lục soát thi thể. Phạm Mộng vội vàng chạy tới bên cạnh Phạm Ly, đỡ nàng lên, sau đó nói. Tỷ, vỏ kiếm kia là của hắn, tỷ, tỷ trả lại cho hắn đi, nếu không hắn sẽ giết tỷ mất. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp đầy sợ hãi. Nàng không nghĩ tới người trước mắt này thoạt nhìn ôn hòa và nhã nhặn, khi bắt đầu ra tay tại tàn nhẫn như vậy. Phạm Ly ngẩng đầu nhìn Dương Diệp không nhìn nàng, mà nhìn về phía sâu bên trong rừng rậm. Lần này, nàng không do dự nữa, cố tay thoáng động, vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay. Dương Diệp không nhìn vào sâu bên trong rừng rậm nữa, hắn vẫy tay một cái, vỏ kiếm đã trở lại trong tay hắn, nhìn vỏ kiếm trong tay, trong mắt Dương Diệp có một chút đau lòng cùng phức tạp. Hắn biết, bởi vì hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm linh nhất định đã ngủ say. Muốn nàng tỉnh lại thì nhất định phải sử dụng kiếm ý của hắn để nuôi dưỡng. Đáng tiếc, bây giờ kiếm ý của hắn chỉ có tầng 1. Xem ra phải nghĩ cách nâng cao kiếm ý. Cầm vỏ kiếm cổ, Dương Diệp xoay người rời đi. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, Phạm Ly cùng Lý Thanh Y còn có Lý Ninh nằm trên mặt đất rên rỉ thấy thế thì vẻ mặt biến đổi. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó xoay người nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Ở đây rất nguy hiểm, nàng đi theo bọn họ thì tương đương với chết. Nếu như nàng bằng lòng có thể đi theo ta, ta dẫn nàng ra ngoài. Phạm Mộng vui mừng, nhưng nàng liếc nhìn tỷ tỷ của mình, sau đó nói. Nhưng ngươi có thể dẫn theo cả tỷ tỷ của ta ra ngoài không? Dương Diệp lắc đầu, cho dù thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục lại cảnh giới vương giả, có thể chiến thắng một ít cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng hắn cũng không phải vô địch, nếu như bị đại quân yêu thú bao vây, cho dù không giết chết được hắn, cũng có thể làm hắn mệt chết. Hơn nữa, hắn không có tình cảm gì với Phạm Ly, hắn sẽ lãng phí thời gian cứu nàng sao? Đầu hắn cũng không bị hỏng. Ta không cần hắn dẫn đi. Phạm Ly nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt vẫn mang theo sát ý. Phạm Ly vừa mới dứt lời đã trực tiếp bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây lớn mới dừng lại được. Người đâm đầu vào chỗ chết. Phạm Ly đứng lên, vẻ mặt dữ tợn, huyền khí trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào, một khí thế mạnh mẽ tràn ra. Tiếp theo, cây roi trong tay nàng chợt đánh về phía Dương Diệp. Đáng thiên phục địa. Cây roi có hình dạng giống như một con rồng lớn, linh hoạt như rắn, lướt qua trời cao và làm không gian chấn động. Phạm Mộng cực kỳ hoảng sợ, bởi vì đây là đạo cấp, là huyền kỹ mạnh nhất của Phạm gia nàng, mà vào lúc này, một luồng kiếm khí xuất hiện, kiếm khí so với cái roi kia thì nhỏ bé đến cực điểm, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi kiếm khí tiếp xúc với cái roi lớn, khí thế trên cây roi lập tức tan biến, kiếm khí lao tới nhanh chóng,
trực tiếp chém cây roi thành hai đoạn. Nhưng kiếm khí vẫn chưa biến mất, lập tức đi tới trước mặt Phạm Ly đang khiếp sợ. Không! Gương mặt Phạm Mộng trắng bệch, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Nàng vừa dứt lời, kiếm khí vốn sắp bắn vào giữa chân mày của Phạm Ly đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy vậy, đồng tử của Lý Thanh Y co lại chỉ còn kích thước đầu kim, hai tay nàng không kìm chế được đã run rẩy. Mặc dù kiếm khí của Dương Diệp không có kiếm ý gia tăng, nhưng lại làm cho nàng chấn động vô cùng. Bởi vì Dương Diệp có thể điều khiển được kiếm khí đã rời khỏi thân thể đến trình độ như vậy, ít nhất phải đạt được kiếm ý tầng 9, tình trạng kiếm ý như thực chất. Kiếm khí của Dương Diệp lại hoàn toàn không có chút kiếm ý nào. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Dương Diệp trước mắt này đang che giấu thực lực của mình. Kiếm ý tầng 9, ở trong 10 vạn dặm sợ là không có ai. Sau khi Lý Thanh Y chấn động, trong mắt trở nên nóng bỏng, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩa. Lúc này Phạm Ly khiếp sợ không kém gì Lý Thanh Y, nàng không ngờ, một đòn mạnh nhất của mình ở trước mặt người bị mình gọi là gia nô lại kém cỏi như vậy. Phạm Mộng chắn ở trước kiếm khí, nàng nhìn Dương Diệp, nói. Ta biết thái độ tỉ tỉ của ta với ngươi không tốt, nhưng nàng cũng vì muốn tốt cho ta thôi. Dương Diệp, ngươi, nếu ngươi muốn chút giận, ngươi cứ giết ta đi. Chút giận. Dương Diệp lắc đầu, nói. Thành thật mà nói, nàng thậm chí không có tư cách làm ta tức giận. Nói đến đần đây, hắn nhìn về phía Phạm Ly đang căm tức nhìn mình, nói. Không nên dùng ánh mắt đầy sát khí của ngươi nhìn ta, bởi vì những kẻ đã từng nhìn TCA như vậy, bây giờ thi thể của bọn họ đã biến thành bùn đất rồi. Nói xong, Dương Diệp nắm vỏ kiếm cổ xoay người rời đi. Xin chờ một lát. Đúng lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên kêu lên. Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Thế nào? Ngươi là người của cổ kiếm trai, đúng không? Trong mắt Lý Thanh Y đầy hưng phấn. Dương Diệp nhíu mày, nói. Có chuyện gì thì nói ra. Thấy Dương Diệp, ngầm thừa nhận, Lý Thanh Y mừng rỡ, nói. Dương huynh, lần này ta tới Đoạn Thiên Sơn Mạch, chủ yếu là bởi vì một món vật phẩm, chỉ cần Dương huynh ra tay trợ giúp ta, ta bằng lòng đưa ra khoản tiền lớn. Thế nào, ta biến thành Dương huynh, mà không phải là gia nô nữa à? Dương Diệp khẽ nói. Thấy Dương Diệp châm chọc, Lý Thanh Y cũng không giận. Nàng cười nói. Thân phận tất nhiên sẽ thay đổi theo thực lực. Trước đây là Thanh Y có mắt không tròng, không nhìn được chân nhân của Dương huynh, Thanh Y xin lỗi Dương huynh. Dương Diệp khoát tay áo, nói. Xin lỗi thì không cần, nể mặt Tiểu Mộng, ta khuyên một câu, đi bây giờ thì có thể còn kịp, nếu không đợi lát nữa các ngươi có lẽ muốn chạy cũng không chạy được đâu. Lý Thanh Y thoáng biến sắc, nói. Dương huynh đã phát hiện ra điều gì? Dương Diệp không nói chuyện, cầm vỏ kiếm cổ đi về phía trước. Mà lúc này, Lý Thanh Y lại nói. Cho dù Dương huynh không để ý đến ta, Phạm Tiểu Thư còn có Lý Công Tử, nhưng Dương huynh không để ý tới Tiểu Thư Phạm Mộng sao? Dương Diệp nghe vậy thì dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Thanh Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng kiếp nhìn Phạm Mộng bên cạnh, thầm nghĩ may mà có tiểu nha đầu này. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Phạm Mộng, Phạm Mộng nhìn hắn. Sau đó cúi đầu, hắn khẽ thở dài, cơ thể thoảng di chuyển và đi tới trước mặt Phạm Mộng, Phạm Ly biến sắc, tiến lên ngăn cản ở trước mặt Phạm Mộng. Nàng còn chưa nói chuyện, một luồng kiếm khí đã đặt ở chỗ mi tâm của nàng. Một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cút sang một bên, Dương Diệp lạnh lùng nhìn Phạm Ly. Cơ mặt Phạm Ly khẽ giật, muốn nói, nhưng đã bị Phạm Mộng kéo về phía sau. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đi đi, ta không thể bỏ tỷ tỷ của ta lại được. Dương Diệp thu lại kiếm khí, khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói. Nàng ta hung dữ với nàng như vậy, nàng cần gì phải đối xử tốt với nàng ta chứ? Phạm Mộng lắc đầu, nói. Tỷ tỷ rất cực khổ, tỷ vì Phạm gia, vì ta đã bỏ ra rất nhiều. Ngươi đi đi, ta không thể liên lụy tới ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Bây giờ... Muốn chạy cũng không kịp. Nói xong, trong mắt Dương Diệp dần dần trở nên nghiêm trọng. Gào. Đúng lúc này, một tiếng dã thú gầm thét giận dữ vang vọng trong đêm tối. Tiếp theo, có rất nhiều tiếng yêu thú gầm thét giận dữ không ngừng vang lên. Ầm ầm ầm. Trong rừng rậm xung quanh đám người Dương Diệp đột nhiên rung lên. Rất nhanh,
đám người Lý Thanh Y phát hiện ra xung quanh bạn họ đã xuất hiện những đôi ánh mắt màu đỏ. Trong đêm tối, ngoại trừ những đôi mắt màu đỏ ra, đám người Lý Thanh Y không nhìn thấy được gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Lý Thanh Y thoáng biến đổi, Phạm Mộng càng kinh sợ vội vàng kéo tỷ tỷ nàng trốn đến phía sau của Dương Diệp. Rất nhanh, một nữ tử cưỡi một con sư tử tản ra lửa xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp. Ngự Thú Tông. Nhìn thấy nữ tử này, khóe mắt Lý Thanh Y khẽ giật, trong mắt lóe ra sự kinh ngạc cùng sát ý. Ngự Thú Tông là thế lực cấp Bạch Ngân, luôn đối đầu tới chết cùng Thiên Cương Thành, thực lực của bản thân bọn họ không quá mạnh, nhưng có thể ký kết các loại khế ước cùng một vài yêu thú cường đại. Có những yêu thú giúp đỡ, bọn họ không chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ của bản thân, còn có thể mượn yêu thú phát động một ít kỹ năng đặc biệt. Người tốt nhất không nên khinh địch. Phạm Mộng đi tới bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Lý Tiểu Thư ngoài sáng dẫn theo rất nhiều cường giả Thiên Cương Thành tìm kiếm Hầu Nhi Tử, bản thân lại len lén chạy ra khỏi đội ngũ, một thân một mình tới nơi này cách Thiên Phong Thành cả vạn dặm. Kế kim thiền thoát xác của Lý Tiểu Thư quả nhiên rất tốt, không ngờ thiếu chút nữa đã lừa gạt được Ngự Thú Tông ta. Nữ tử mặc váy tím cưỡi hỏa diễm sư tử đi tới cách đám người Dương Diệp 30 trượng, chậm rãi nói. Ta cũng không ngờ bên trong Thiên Cương Thành ta có nội gián, hơn nữa hiện tại xem ra, nội gián này có địa vị không thấp. Lý Thanh Y nói. Nữ tử váy tím chỉ vào xung quanh, nói. Bởi vì biết Lý Tiểu Thư muốn tới, bởi vậy ta đã tạm thời hàng phục tất cả yêu thú trong vòng trăm dặm vuông. Yên tâm, ta sẽ không giết Lý Tiểu Thư, người kế nhiệm Thiên Cương Thành sống sót có giá trị hơn là chết. Cho nên, Lý Tiểu Thư tự mình đi theo ta, hay để ta ép ngươi đi. Nói xong, tay ngọc của nàng vung lên, hai con bạch viên cùng với năm con sói lớn xuất hiện ở bên nàng. Tất cả đều là tôn cấp. Gương mặt Phạm Ly cùng Phạm Mộng lập tức trắng bệch, mà Lý Ninh nằm dưới đất còn nói. Ta đầu hàng, vẫn mong tiền bối Ngự Thú Tông tha cho ta. Giọng nói của Lý Ninh đột nhiên ngừng lại, bởi vì một trường ấn năng lượng đột nhiên rơi vào đỉnh đầu của hắn, làm cho đầu hắn nổ tung. Người ra tay là Lý Thanh Y. Đáng chết. Lý Thanh Y lạnh lùng nói. Hai tỷ muội Phạm Mộng cùng Phạm Ly liếc nhìn Lý Thanh Y, trong mắt có thêm sự đề phòng. Đây là chuyện của Ngự Thú Tông cùng Thiên Cương Thành các ngươi, ta không muốn tham dự vào. Dương Diệp nói xong, kéo tay Phạm Mộng đi, Phạm Mộng lại nắm chặt tay Phạm Ly, đồng thời cẩn thận nhìn Dương Diệp, rất sợ Dương Diệp bỏ lại tỷ tỷ nàng. Các hạ đi như thế sao? Nữ tử váy tím bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước. Xoay người nhìn về phía nữ tử váy tím, nói. Thế nào, người muốn mời ta ăn thịt nướng à? Nói xong, hắn liếc nhìn con hỏa diễm sư tử kia. Gào! Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hỏa diễm sư tử gầm lên giận dữ, trong âm thanh đầy tức giận, từng ngọn lửa không ngừng phun ra khỏi cơ thể nó, làm cho không khí xung quanh bị thiêu đốt, phát ra tiếng nổ khẽ. Nữ tử váy tím nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Các hạ hình như rất có lòng tin vào thực lực của mình. Hoặc nói, rất có lòng tin vào hậu trường của mình. Dương Diệp nói, ta vừa mới nghe được, mục tiêu của ngươi chỉ là Lý Tiểu Thư, nếu như vậy, sao ngươi không thả chúng ta đi? Nếu như ta không tha thì sao? Nữ tử váy tím nói, ngươi thử xem. Dương Diệp nói, vậy thử xem. Nữ tử váy tím vừa dứt lời. Trong đầm nước bên cạnh ba người Dương Diệp đột nhiên lao ra một con chăn lớn màu xanh lam, nó lớn như núi nhỏ, hai mắt to như quả dưa hấu, miệng máu mở ra lớn như cái thùng, đớp về phía ba người Dương Diệp. Nhìn thấy con chăn lớn này, Phạm Ly hoảng hốt, gương mặt Phạm Mộng trắng bệch, ôm chặt lấy cánh tay của Phạm Ly, mắt nhắm chặt. Trong mắt Dương Diệp có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, vẫy tay một cái. Kiếm tới. Hắn vừa dứt lời. Kiếm bên thắt lưng Phạm Mộng đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, sau đó xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp. Cầm thanh kiếm trong tay, chân phải Dương Diệp chợt đạp một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao và xuyên qua miệng của con chăn lớn này. Tiếp theo, mấy đường kiếm quang đan xen, hiện ra trên không trung. Một hơi thở sau, Dương Diệp hạ xuống đất và vung tay phải lên, trường kiếm cắm vào mặt đất phía trước mặt hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con chăn lớn trong không trung rơi xuống đầm nước, nó đã không còn nguyên vẹn nữa, mà biến thành mấy khúc rơi xuống. Mấy nàng lập tức hóa đá. Trong đôi mắt của nữ tử váy tím có vẻ nghiêm trọng cùng khiếp sợ,
còn có kiêng kỵ. Lý Thanh Y nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt cũng có vẻ kiêng kỵ, nhưng phần nhiều là mừng rỡ. Phạm Mộng nhìn Dương Diệp, ánh mắt sáng lên, đầy vẻ sùng bái. Mà tỷ tỷ nàng lại theo bản năng lùi về phía sau hai bước, trong mắt ngoại trừ kiêng kỵ, còn có sợ hãi. Ngoại trừ mấy nàng kinh ngạc trước thủ đoạn của Dương Diệp, những yêu thú bên cạnh cũng kinh hãi, chúng không phát ra tiếng gầm gừ, mà đề phòng nhìn Dương Diệp. Ngay cả con hỏa diễm sư tử kia cũng lộ vẻ đề phòng. Bởi vì con chăn lớn này là tôn cấp. Một kiếm giết chết yêu thú tôn cấp trong nháy mắt, bảo mọi người làm sao không kinh ngạc được. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy tím, nói. Ngươi còn muốn thử nữa không? Các hạ là người của cổ kiếm trai. Nữ tử váy tím trầm giọng nói. Đúng. Dương Diệp trả lời không do dự. Hắn không phải muốn giả mạo cổ kiếm trai gì đó. Về phần hắn nói như vậy, căn bản vì không có biện pháp nào. Cho dù cảnh giới của hắn tăng lên tới vương dị ả, nhưng tình trạng vết thương bên trong cơ thể căn bản chưa lành. Những kinh mạch của hắn được tử khí bình thường chữa trị, hiệu quả rất chậm. Bởi vậy, vào giờ phút này, kinh mạch trong cơ thể hắn vẫn trong trạng thái bị đứt đoạn. Lúc trước, hắn cứng rắn phát động kiếm khí, điều này làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn đều vặn vẹo, cảm giác đau đớn mãnh liệt này thật sự không có cách nào diễn tả bằng lời. Nếu như không phải kinh mạch đã từng được hồng mông tử khí cùng máu của Long Tổ luyện qua, vừa nãy hắn phát động kiếm khí cũng đủ làm cho kinh mạch toàn thân hắn hoàn toàn vỡ vụn. Đừng thấy bây giờ ngoài mặt hắn ung dung, bộ dạng nhìn nữ tử váy tím cùng những yêu thú giống như con kiến hôi, thật ra kinh mạch trong cơ thể vặn vẹo mang đến đau đớn tới mức muốn gào hét ra. Nhưng không có cách nào, vẫn phải giả vờ ta đây thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, không chỉ nữ tử váy tím khiếp sợ, ngay cả Lý Thanh Y cùng hai tỷ muội Phạm Ly cũng vậy. Phải biết rằng, ở Thanh Châu này, cổ kiếm trai chính là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì cổ kiếm trai là thế lực cấp bạch kim, mà ở Thanh Châu này, thế lực cấp bạch kim chính là tồn tại cao nhất. Cổ kiếm trai có 9 ngọn núi, có vị trí ở các nơi trong Thanh Châu, xin hỏi các hạ ngọn núi nào? Nữ tử váy tím nói. Ta ở ngọn núi mạnh nhất. Dương Diệp nói. Thiên Kiếm Phong. Phạm Mộng hít một hơi thật sâu. Nữ tử váy tím cùng Lý Thanh Y còn có Phạm Ly đều tròn mắt nhìn. Thiên Kiếm Phong có. Nữ tử váy tím muốn nói gì đó, Dương Diệp đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn ra tay thì nhanh một chút, thành thật mà nói, kiếm của ta đã đói khát khó nhịn được rồi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, trường kiếm ở trước mặt hắn chấn động mạnh, một đường kiếm quang từ trong kiếm kia phóng lên cao, kiếm quang giống như tia chớp cắt vào bầu trời đêm, sáng ngời đến chói mắt. Nữ tử váy tím nheo mắt, rất sợ Dương Diệp ra tay, vội vàng nói. Nếu các hạ là đệ tử của cổ kiếm trai, tử hình tất nhiên không dám lỗ mãng, các hạ có thể lập tức rời đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn thấy Dương Diệp làm như vậy, nữ tử tử hình nhíu mày, trong mắt tóe tên sự kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Diệp chợt dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía nữ tử váy tím, nói. Nếu ta đi như thế, chẳng phải quá mất mặt cổ kiếm toai sao? Mà thôi, đã lâu không đại khai sát giới. Hôm nay trước sẽ ấy ngự thú tông gì đó của ngươi tới rửa kiếm của ta. Nói xong, Dương Diệp lại muốn ra tay. Tử Hinh hoảng hốt, vội vàng nói. Các hạ, ngự thú tông ta hoàn toàn không có ý bất kính với cổ kiếm trai. Chuyện lúc trước đều là hiểu nhầm, nếu như ta sớm biết các hạ là người cổ kiếm trai, ta làm sao dám gây khó dễ với các hạ chứ? Lẽ nào bỏ qua chuyện này như vậy sao? Dương Diệp gần giọng nói, sát ý trong mắt giống như thực chất. Dường như trong phút chốc sẽ đại khai sát giới. Tử Hinh trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó cổ tay thoáng động, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bên trong có 500 viên đá năng lượng siêu phẩm, cùng với 100 viên nội đan yêu thú tôn cấp, chút lễ vật nhỏ này coi như nhận tội với các hạ, mong rằng các hạ bao dung. Dương Diệp liếc nhìn Tử Hinh, tay phải vẫy một cái nhẫn chứa đồ này rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn nói. Nếu như không phải ta có chuyện quan trọng, hôm nay nói không chừng trước sẽ nướng con sư tử ngươi cưỡi lên ăn rồi. Nói xong, Dương Diệp kéo Phạm Mộng xoay người rời đi. Phạm Mộng lại nắm chặt lấy Phạm Ly. Lý Thanh Y vội vàng đi theo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tử Hinh đang muốn nói gì, Lý Thanh Y đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng, nói. Ta là nữ nhân của hắn,
Ngươi trở lại nói cho tông chủ Ngự Thú Tông ngươi biết, nếu suy nghĩ động đến Thiên Cương Thành ta, thì nên cân nhắc một chút đã. Sau khi nói xong, nàng liếc nhìn Tử Hinh đầy châm chọc, rồi xoay người vội vàng đuổi theo đám người Dương Diệp. Hai mắt Tử Hinh muốn phun ra lửa, ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng rất tức giận. Nhìn đám người Dương Diệp biến mất ở trong bóng đêm, Tử Hinh hít sâu một hơi và bình tĩnh lại. Trong lúc nàng chuẩn bị xoay người rời đi lúc, đột nhiên một ý nghĩ chợt hiện ra. Tử Hinh đứng im một lát, chân mì chợt nhíu lại. Qua một lúc lâu, hai mắt Tử Hinh đột nhiên trợn tròn. Đáng chết, mình bị lừa rồi. Hắn căn bản không phải là đệ tử cổ kiếm trai. Gào. Tiếng gầm thét giận dữ của rất nhiều yêu thú lại vang lên trong dãy núi yên tĩnh. Tiếp theo, cả dãy núi chấn động. Rời khỏi tầm mắt của nữ tử váy tím, Dương Diệp không nói lời nào, đi tới phía sau lưng Lý Thanh Y, sau đó trực tiếp leo lên trên lưng của nàng. Tiếp theo, Dương Diệp phun ra máu tươi, nhuộm đỏ phía sau lưng Lý Thanh Y. Phạm Ly cùng Phạm Mộng quá khiếp sợ, mà Lý Thanh Y hình như hiểu rõ, nói. Đi mau. Nói xong, huyền khí chút vào dưới chân để nâng cao tốc độ lên, hóa thành một làn gió nhẹ lao về phía xa. Phạm Mộng cùng Phạm Ly hình như cũng hiểu rõ, liền vội vàng đuổi theo. Tình trạng của Dương Diệp bây giờ có chút nghiêm trọng, nếu như không phải trong cơ thể hắn đã từng được Hồng Mông Tử Khí cùng máu Tổ Long cùng với các loại thiên tài địa bảo rèn luyện qua, lần này hắn có thể thật sự tiêu đời. Cơ thể của hắn vốn có thể so sánh với bán thánh, nhưng sau khi thiêu đốt 10 kiếm ý tầng 3, hơn nữa còn mạnh mẽ thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vậy cơ thể của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, gần như bị đánh trở về nguyên hình. Trước đó, cho dù hắn khôi phục lại cảnh giới vương giả, nhưng kinh mạch cùng với các loại vết thương trong cơ thể còn chưa hoàn toàn được chữa trị, bởi vậy khi hắn mạnh mẽ thi triển kiếm khí, trong quá trình nguyên khí di chuyển trong kinh mạch đã làm cho kinh mạch vặn vẹo nghiêm trọng. May mắn là kinh mạch của hắn mạnh mẽ khác thường, nếu không đổi thành bất kỳ một người nào, chỉ sợ kinh mạch đã sớm nát hết. Mặc dù kinh mạch không nát hết, nhưng hắn cũng không chịu nổi, kinh mạch vặn vẹo mang đến cảm giác đau đớn mãnh liệt này, thật sự không có cách nào hình dung được. Dừng lại. Trong lúc ba nàng chạy như điên, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Lý Thanh Y lập tức dừng lại. Dương Diệp cố nén đau đớn trong cơ thể, hai mắt khép hờ, phóng tâm thần ra. Một lát sau, hắn chỉ vào bên trái, nói. Đi bên này. Nói xong, Dương Diệp ngất đi. Ba nàng nhìn về phía Dương Diệp chỉ. Khi thấy cảnh tượng bên kia, ba nàng có chút do dự. Bởi vì vị trí Dương Diệp chỉ là một vùng đầm lầy lớn. Hơn nữa ở trong đầm lầy còn có gì đó đang di chuyển, trong đó còn có vài khí tức cường đại. Ta tin tưởng hắn. Phạm Mộng đột nhiên tỏ thái độ. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì, hiển nhiên đã bỏ cuộc. Lý Thanh Y trầm ngâm vài giây, nàng đột nhiên nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Tiểu Mộng, người hãy thành thật nói cho ta biết, trước đó khi các ngươi gặp phải Liễu Vô Phong, có phải là Dương Diệp ra tay dọa hắn rời đi không? Phạm Mộng biết lúc này mình không thể giấu giếm được nữa, lập tức gật đầu, nói. Các ngươi có lẽ cũng nhìn ra, trong cơ thể hắn bị thương rất nghiêm trọng. Bởi vậy trước đó hắn ôm ta là lấy ta làm trung gian, sau đó đối đầu với Liễu Vô Phong. Nói đến đây, Phạm Mộng liếc nhìn Phạm Ly, trong mắt có vẻ ủy khuất. Vì sao ngươi không nói sớm? Phạm Ly nói. Ta nói ra, các ngươi sẽ tin sao? Phạm Mộng nói. Phạm Ly muốn nói gì đó, Lý Thanh Y lại lắc đầu, nói. Bây giờ đừng nói những điều này làm gì, thực lực của Dương Diệp này rất mạnh. Có khả năng hắn từng gặp phải chuyện gì đó, nên cảnh giới này rơi xuống đến mức này, đồng thời còn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không hề nghi ngờ, năng lực quan sát cùng với năng lực phán đoán của người như thế chắc chắn cao hơn chúng ta. Cho nên, hắn nói đi bên đó thì nhất định là có dụng ý của hắn. Đi thôi. Ba nàng bước nhanh vào vùng đầm lầy. Đương nhiên, ba nàng cũng không dùng chân mà bay. Cho dù Lý Thanh Y cùng Phạm Ly có thể xé rách không gian, tiến hành bước nhảy không gian. Nhưng bên trong dãy núi rộng lớn này, các nàng cũng không dám làm vậy, bởi vì sơ ý một chút có thể nhảy tới xào huyệt của một yêu thú, vậy chẳng phải là chịu chết sao? Hơn nữa tiến hành bước nhảy không gian sẽ làm không gian xuất hiện dao động, đám người Tử Hinh đuổi theo các nàng sẽ cảm. Nhận được, nhất định phải làm cho hắn tỉnh lại. Sau khi bước vào vùng đầm lầy, Lý Thanh Y bỗng nhiên nhìn về phía Phạm Ly, nói. Trên người ta mặc dù có chút đan dược,
nhưng đều không phải là đan dược chữa vết thương. Phạm tiểu thư, lúc trước tiểu thư cho lệnh muội sử dụng ứ huyết đan, giờ còn không? Có. Người nói không phải là Phạm Ly, mà là Phạm Mộng. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp và do dự hồi lâu, sau đó bấm tay bắn ra, một viên đan dược rơi vào trước mặt Lý Thanh Y. Lý Thanh Y khẽ gật đầu, cầm đan dược bắn vào trong miệng của Dương Diệp. Nhưng nửa khắc sau, Dương Diệp vẫn không tỉnh lại. Tổn thương của hắn nặng tới mức nào? Sao ngay cả linh đan cũng không có tác dụng? Lý Thanh Y nhíu mày lên. Cho hắn ăn đa năng lượng. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Từ lúc đầu hắn vốn không lợi hại, nhưng sau khi ăn thật nhiều đa năng lượng, hắn lại trở nên đặc biệt lợi hại, giống như vừa rồi, một kiếm đã giết chết con rắn lớn. Ngươi xác định có thể ăn đá năng lượng sao? Lý Thanh Y nhìn Phạm Mộng nói. Phạm Mộng gật đầu, nàng cũng không nói sai, trước đó nàng đã nhìn đến Dương Diệp vẫn luôn ăn nó. Lý Thanh Y trầm ngâm một lát, nói. Cho hắn ăn đi. Cứ như vậy, ba nàng vừa đi vừa cho Dương Diệp ăn đá năng lượng siêu phẩm. Sau khi ăn gần 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, Dương Diệp vẫn không tỉnh, nhưng hắn lại thăng cấp đến cảnh giới vương giả trung phẩm. Điều này làm cho ba nàng sửng sốt hồi lâu. Ăn đá năng lượng cũng có thể thăng cấp à? Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Mộng, vẻ mặt Phạm Mộng cũng sửng sốt. Hắn là quái thai. Phạm Ly nói một câu. Lý Thanh Y khẽ gật đầu tán thành, sau đó nói. Tiếp tục cho hắn ăn. Hết rồi. Phạm Mộng giơ bàn tay nhỏ bé ra, có chút bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Y nhìn về phía Phạm Ly cũng lắc đầu, nói. Ta không mang theo bao nhiêu, tất cả đã bị hắn cho ăn sạch rồi. Một miếng nhẫn chứa đồ từ trên người Lý Thanh Y bay đến Phạm Mộng trước mặt, chỉ thấy Lý Thanh Y nói. Bên trong có gần 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, cho hắn ăn đi. Ta xem hắn có thể ăn được bao nhiêu. Phạm Mộng vội vàng bắt đầu cho Dương Diệp ăn. Rất nhanh, 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm đều bị Dương Diệp ăn sạch, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Phạm Mộng nhìn về phía Lý Thanh Y, ánh mắt giống như đang hỏi có còn không. Lúc trước nữ nhân kia không phải cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ sao. Bên trong có nhiều đá năng lượng siêu phẩm cùng nội đan yêu thú tôn cấp, giữ lại làm gì. Cho hắn ăn hết đi, ta ích đầm hắn có chịu tỉnh không. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Phạm Mộng lục soát trên người của Dương Diệp một lúc, cuối cùng mới tìm được cái nhẫn chứa đồ, sau đó lấy hết đồ trong nhẫn chứa vật ra cho Dương Diệp ăn. Sau một khắc, Dương Diệp vẫn không tỉnh, nhưng hắn đã đạt đến cảnh giới linh giả. Lần này, ba nàng đều bị chấn động tới mức không nói ra lời. Nhớ năm đó, các nàng từ cảnh giới vương giả thăng cấp đến cảnh giới linh giả, không biết phải mất bao lâu. Đặc biệt Phạm Mộng, nàng từ cảnh giới tiên thiên đến cảnh giới linh giả phải tốn vài năm. Nhưng Dương Diệp trước mắt thì hay rồi, ăn một hồi đã thăng cấp. Nếu không phải chuyện này xảy ra ngay trước mắt các nàng thì có đánh chết các nàng cũng sẽ không tin. Đúng lúc này, trong đầm lầy đột nhiên có một cột nước bùn lao ra, tiếp theo, một cái miệng to như chậu máu đớp về phía ba nàng. Trong mắt Lý Thanh Y có ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Bàn tay lật một cái, một trường ấn cực lớn nhanh chóng hiện ra, không gian xung quanh chấn động từng đợt, cuối cùng đánh vào cái miệng máu kia. Một tiếng kêu rên vang lên. Cái miệng to như chậu máu này rơi vào trong đầm lầy. Vào lúc ba nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cả vùng đầm lầy cuồn cuộn, rất nhiều bóng dáng rất lớn không ngừng chuyển động trong đầm lầy. Ba nàng biến sắc, Lý Thanh Y vội vàng nói. Đi mau. Ba nàng vội vàng thi triển tốc độ của mình lên tới mức cao nhất. Cho dù như vậy, nhưng yêu thú phía dưới trong đầm lầy vẫn không ngừng phóng lên cao, tấn công các nàng. Mặc dù phần nhiều cũng chỉ là yêu thú vương cấp. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều nên vẫn gây phiền phức cho ba người. Muốn chạy ra khỏi đầm lầy thì cần ít nhất một giờ, lấy tình trạng trước mắt của chúng ta, chắc chắn không kiên trì đến nửa canh giờ. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Phạm tiểu thư có biện pháp gì không? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Trong mắt Phạm Ly hiện lên vẻ dữ tợn, nói. Những yêu thú phía dưới thích máu tươi, chỉ cần ném một người xuống, nhất định có thể thu hút chúng, cứ như vậy. Chúng ta tạm thời không có nguy hiểm gì. Gương mặt Phạm Mộng thay đổi. Nàng đương nhiên biết tỷ tỷ nói ném một người xuống là ném ai, nàng lập tức vội vàng nói. Không thể được, tỷ tỷ, lúc trước Dương Diệp từng cứu mạng chúng ta, tỷ tỷ làm sao có thể ném hắn xuống được.
Lý tỷ tỷ, tỷ nói đi. Lý Thanh Y im lặng. Phạm Ly không để ý tới Phạm Mộc, mà nhìn về phía Lý Thanh Y nói. Lý tiểu thư, chắc hẳn tiểu thư cũng đã nhìn ra, Dương Diệp này không phải là một người bình thường. Thực lực ban đầu của hắn chắc chắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn rơi xuống tình cảnh như bây giờ, điều này chứng minh, hắn nhất định có kẻ thù nào đó rất mạnh. Chúng ta cứu hắn, rất có khả năng sẽ mang tới tai họa lớn cho gia tộc của mình. Nói đến đây, nàng tiếc nhìn Dương Diệp, lại nói. Còn nữa, thủ đoạn của người này độc ác, làm việc quyết đoán, trừng mắt tất báo. Lúc trước, thái độ người và ta đối với hắn cũng không tốt, để cho hắn tỉnh lại, khó bảo toàn hắn không ra tay với chúng ta. Hắn sẽ không làm vậy đâu. Phạm Mộng vội vàng nói. Ta bảo đảm, hắn sẽ không như vậy, tỷ tỷ, tỷ đừng ném hắn xuống, ta cầu xin tỷ. Im miệng. Phạm Ly bỗng nhiên quát. Muội bảo đảm, ngươi dựa vào cái gì mà bảo đảm? Muội mới quen hắn bao lâu? Ta hỏi muội, nếu chẳng may hắn muốn ra tay với chúng ta thì làm thế nào? Hoặc ra tay với Phạm gia chúng ta? Khi đó, hai tỷ muội chúng ta chính là kẻ có tội với Phạm gia. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lý tiểu thư, cho dù chúng ta lấy lòng tiểu nhân để suy đoán, nhưng lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy. Giữ lại người này, khó bảo đảm hắn sẽ không trở thành mối họa cho chúng ta. Một khi hắn nhằm vào chúng ta, không thể nghi ngờ chính là tai họa cho hai nhà chúng ta. Lý Thanh Y có vẻ do dự. Ném hắn xuống. Đúng lúc này, Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly kinh ngạc nhìn về phía Phạm Mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng trắng bệch, nàng bay đến trước mặt Lý Thanh Y, sau đó nhận lấy Dương Diệp, nói. Trước đó hắn ở lại là vì ta, vậy để ta tự mình ném hắn xuống. Phạm Ly khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa hơn. Tiểu Mộng muội có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất. Nói đến đây, Phạm Ly đột nhiên ngừng lại, hai mắt nàng trợn tròn, kinh hãi gần chết. Bởi vì Phạm Mộng tự nhiên ôm Dương Diệp nhảy xuống đầm lầy. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta không cứu hắn được, chỉ có thể chết cùng hắn. Không, khóe mắt Phạm Ly muốn nứt ra, cơ thể thoáng di chuyển chộp về phía Phạm Mộng, nhưng đáng tiếc, đã không kịp nữa. Bởi vì bản thân các nàng ở cách đầm lầy mấy trượng, hơn nữa Phạm Mộng hành động bất ngờ, bởi vậy, lúc Phạm Ly ra tay, Phạm Mộng cùng Dương Diệp cách đầm lầy chỉ còn lại không tới nửa trượng. Phạm Mộng ôm chặt lấy Dương Diệp, nước mắt không ngừng tràn ra. Thật ra, nàng không muốn chết, nhưng không có cách nào. Nàng biết, tỷ tỷ nàng đã quyết định chuyện gì, nàng căn bản không thể nào thay đổi được. Hơn nữa Lý Thanh Y đã ngấm thừa nhận, bởi vậy, nàng có lý do tin tưởng, các nàng ấy nhất định sẽ ném Dương Diệp xuống. Dương Diệp vốn có thể đi, nhưng hắn ở lại, hơn nữa còn dẫn theo nàng cùng tỷ tỷ nàng đi. Nàng biết, hắn làm vậy là vì nàng. Bởi vậy, khi không có cách nào bảo vệ Dương Diệp, trong lòng nàng ngoại trừ bất đắc dĩ ra, chính là áy náy. Cuối cùng, nàng nóng đầu lên, ôm Dương Diệp cùng nhảy xuống. Khi lập tức rơi xuống vùng đầm lầy, nàng đã thấy tất cả những con vật bên trong đầm lầy đã há miệng ra. Trước khi chết, nàng nhìn về phía Dương Diệp và thấy khuôn mặt có phần dữ tợn của hắn. Lúc này trông Dương Diệp rất khó coi, tóc trắng, gương mặt giống như bị rất nhiều lưỡi dao cắt qua. Rất nhiều vết sẹo răng kín khắp nơi. Ôi, nếu như người đẹp trai hơn một chút thì tốt rồi. Nói xong, Phạm Mộng vùi đầu vào trước ngực Dương Diệp và nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Trông mặt mà bắt hình dung, vậy cũng không tốt lắm đâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ở bên tai nàng. Ta biết, nhưng ngươi cũng quá xấu rồi. Nói đến đây, Phạm Mộng chợt run lên, nàng mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, hắn đã mở mắt, đang cười tủm tỉm nhìn nàng. Mà dưới chân nàng cùng Dương Diệp tự nhiên có thêm một thanh kiếm, bọn họ đang đứng ở trên thân kiếm. Ngươi đã tỉnh rồi. Phạm Mộng có chút đờ đẫn hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, thật ra lúc tăng lên tới cảnh giới linh giả, hắn đã tỉnh lại. Chỉ có điều khi đó hắn đang dùng tử khí trong cơ thể để chữa trị kinh mạch cùng xương cốt trong cơ thể, bởi vậy, hắn không mở mắt ra. Nhưng hắn không ngờ Phạm Ly cùng Lý Thanh Y lại muốn ném hắn vào bên trong đầm lầy cho yêu thú ăn. Phạm Mộng đột nhiên òa khóc, hai tay không ngừng đánh vào ngực Dương Diệp. Ngươi đã tỉnh vì sao không nói sớm? Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi đã cho rằng mình phải chết. Dương Diệp, gạch nối. Trong không trung,
Phạm Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Vẻ mặt Lý Thanh Y lại rất khó coi. Dương Diệp ở cảnh giới vương giả đã có thể giết chết cảnh giới tôn giả trong nháy mắt, bây giờ hắn đã thăng cấp đến cảnh giới linh giả, vậy chẳng phải hắn giết cảnh giới tôn giả giống như giết gà à? Phạm Ly nghĩ đến đó, sắc mặt cũng trở nên khó coi, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nếu hắn thật sự hôn mê, vậy vừa rồi, hắn thật sự sẽ cùng Phạm Mộng chôn thân trong đầm lầy. Tức giận sao? Hắn đương nhiên là tức giận. Dương Diệp chỉ tay về phía Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói. Nếu như nàng không phản đối, ta dùng một kiếm là có thể giết chết hai người bọn họ trong nháy mắt. À không được, Lý Thanh Y hẳn có con át chủ bài nào đó. Nhưng không sao, một kiếm không được thì hai kiếm. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y quá khiếp sợ. Phạm Mộng vội vàng lắc đầu, ôm chặt lấy Dương Diệp, rất sợ hắn sẽ rút kiếm. Dương Diệp, ngươi bỏ qua cho các nàng được không? Dương Diệp khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói. Được, nể mặt nàng. Tuy nhiên, buông tha cho các nàng như vậy, khó tránh khỏi quá lợi cho các nàng rồi. Cố gắng đứng ở trên thân kiếm, đừng lộn xộn, nếu không ngã xuống thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, bắn nhanh về phía Phạm Ly. Phạm Ly quá khiếp sợ và đang muốn ra tay, nhưng đã muộn rồi. Một bàn tay đã bóp lấy cổ nàng, nhấc cả người nàng lên. Dương Diệp nhìn Phạm Ly, nói. Nhìn thấy không, ta muốn giết ngươi thì đơn giản giống như giẫm chết một con kiến vậy. Cho nên ta không giẫm chết ngươi là bởi vì ngươi có một muội muội ngươi cảm thấy đặc biệt ngốc, đặc biệt ngây thơ. Nếu như không phải vì nàng, đừng nói ngươi, cho dù là Phạm gia ngươi, ta cũng diệt. Nói xong, Dương Diệp khẽ thả tay và chợt đánh một quyền vào bụng của Phạm Ly. Nàng ta rên rỉ một tiếng, miệng phun ra máu tươi, sau hóa thành một tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Dương Diệp lại lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đánh ra một quyền nữa vào bụng của nàng. Cứ như vậy, Phạm Ly không ngừng bay ngược, Dương Diệp không ngừng bắt nạt, không đến mấy hơi thở, Phạm Ly đã bay ngược ra gần nghìn trượng, trực tiếp bay tới trên bãi cỏ ngoài vùng đầm lầy. Lúc này, có thể nói Phạm Ly chật vật đến cực điểm, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ miệng cùng với cổ họng của nàng, cả người nàng dường như bị cắt gân chuyển xương vậy, rất đau đớn. Dương Diệp còn muốn tiếp tục ra tay, Phạm Mộng đã chắn ở trước mặt Phạm Ly, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Thanh Y biến sắc và ra tay trước, một chưởng chợt đánh về phía Dương Diệp. Một chưởng ấn năng lượng chấn động không gian, mang theo một từng tàn ảnh đánh về phía hắn. Dương Diệp không dùng kiếm khí, mà đánh ra một quyền. Ầm! Chưởng ấn năng dượng của Lý Thanh Y lập tức bị đánh tan. Lý Thanh Y hoảng hốt, mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp theo. Một nắm đấm đánh vào bụng của nàng, Lý Thanh Y chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra. Trong lòng Lý Thanh Y rất kinh hãi, mà lúc này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp theo, một bàn tay giữ chặt lấy cổ của nàng. Dương Diệp nhìn Lý Thanh Y, tay chậm rãi dùng sức, nói. Trước đó, nếu như không phải ta ra tay, người cùng nữ nhân kia đã sớm hài cốt không còn. Buồn cười là vào lúc ta hôn mê, các ngươi không ngờ muốn dùng ta để dụ cho những yêu thú kia rời đi. Cái gì gọi là lòng lang dạ sói? Ta thấy chính là ngươi. Nói xong, tay Dương Diệp chậm rãi dùng sức, gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Y lập tức tím lại. Ngươi không thể giết nàng. Lúc này, Phạm Ly được Phạm Mộng đỡ phía xa bỗng nhiên nói. Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn Phạm Ly, nói. Ngươi thật sự phải thấy may mắn vì mình có một muội muội tốt, nếu không, ngươi đã sớm hóa thành một đống bụi đất rồi. Phạm Ly hít sâu một hơi, nói. Ta biết, ngươi có oán khí rất lớn với chúng ta, cũng muốn giết chúng ta. Nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi không muốn Tiểu Mộng bị thương tổn. Nhưng nếu như ngươi giết nàng, Thiên Cương Thành nhất định sẽ ra tay với Phạm gia ta, lấy thực lực của Thiên Cương Thành, Phạm gia ta bây giờ chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Cương Thành. Dương Diệp nhíu mày, nói. Rất mạnh sao? Có cường giả bán thánh. Phạm Ly trầm giọng nói. Bán thánh. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, nói. Xem tiền đồ của ngươi đi, chỉ là một cường giả bán thánh mà thôi, nếu bọn họ dám tới gây phiền phức cho Tiểu Mộng, giết hết là được.
hắn không phải đang nói mạnh miệng, một cường giả bán thánh, hắn còn thật sự không để ý tới. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly nheo mắt, nhìn Dương Diệp trước mắt, lần đầu tiên nàng có chút khủng hoảng. Bởi vì nàng nhìn ra được, Dương Diệp trước mắt không phải đang nói mạnh miệng. Hắn cuối cùng là ai? Vì sao trước đó lại lưu lạc tới tình trạng như vậy? Mà mình rốt cuộc làm những gì, tự nhiên đắc tội với mơ rột người khủng khiếp như vậy? Nàng quay đầu liếc nhìn Phạm Mộng, giống như lời Dương Diệp đã nói, lúc này nàng thật sự cảm thấy rất may mắn vì có Phạm Mộng, bởi chi vì nếu như không nhờ có nàng, Phạm gia có thể sẽ gặp tai ương ngập đầu. Dương Diệp cuối cùng không giết Lý Thanh Y, bởi vì Phạm Mộng lại xin tha cho Lý Thanh Y. Dương Diệp thả Lý Thanh Y ra và đi tới trước mặt Phạm Mộng, sau đó nói. Ta khôi phục được chút thực lực rồi, bây giờ ta phải đi. Lần này, nàng không muốn ra vùng núi này, ta cũng sẽ dẫn nàng ra ngoài. Ngươi tiếp tục theo các nàng, sớm muộn sẽ bị các nàng hại chết thôi. Lúc này, hắn không chỉ khôi phục lại cảnh giới linh giả, cơ thể cũng khôi phục được một ít, cơ thể mạnh mẽ có thể so với một vài huyền thú tôn cấp. Đương nhiên, kinh mạch trong cơ thể hắn vẫn còn tồn tại vấn đề, lúc này hắn không thể thay đổi được điều này. Bởi vì tử khí bình thường căn bản không chữa trị được những kinh mạch này. Theo hắn suy đoán, ít nhất phải là hồng mông tử khí mới có khả năng chữa trị được vấn đề kinh mạch trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, cho dù hắn không cần kiếm cũng có khả năng tự vệ. Phạm Mộng nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly khẽ gật đầu, nói. Chúng ta đi thôi. Nếu như không có ngự thú tông nhúng tay vào, có lẽ các nàng có cơ hội đạt được mục đích. Nhưng bây giờ, ở trong dãy núi rộng lớn này có người của ngự thú tông đuổi giết, các nàng không hề có cơ hội nào nữa, có ở lại cũng chỉ là chịu chết. Lý tỷ tỷ, chúng ta cùng đi thôi. Phạm Mộng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thanh Y. Lý Thanh Y liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, nói. Các ngươi đi đi, bất kể thế nào ta cũng phải lấy được món đồ kia. Đi. Dương Diệp không do dự, kéo tay Phạm Mộng rời đi. Hắn vốn có chút thiện cảm với Lý Thanh Y, nhưng xảy ra chuyện lúc trước làm cho thiện cảm của hắn biến mất. Phạm Mộng khẽ thở dài, nhưng không nói chuyện. Đi à. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét giận dữ. Ngày hôm nay các ngươi sẽ không đi đâu cả. Tiếng nói này vừa dứt. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt giống như địa chấn. Tiếp theo, rất nhiều yêu thú xuất hiện ở xung quanh đám người Dương Diệp, bao vây lấy bọn họ. Tử hình cưỡi hỏa diễm sư tử xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp. Lần này, lại có thêm mấy con yêu thú tôn cấp. Tổng cộng có 9 con yêu thú tôn cấp. Hai tỷ muội Phạm Mộng biến sắc, theo bản năng dịch lại gần Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp lúc này cũng rất nghiêm trọng. Tử hình không nhìn Lý Thanh Y, mà nhìn về phía Dương Diệp. Được, đúng là rất tốt. Không nghĩ tới tử hình ta cũng có lúc ngốc nghếch. Đệ tử của cổ kiếm trai ra ngoài, bình thường đều sẽ đeo vỏ kiếm, trên thân có ký hiệu của cổ kiếm trai. Ngoài việc đó ra, kiếm ý của đệ tử cổ kiếm trai ít nhất đều tầng 6 trở lên. Mấy điểm này, người hoàn toàn không có. Người đúng là rất can đảm, cũng dám giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai. Ngươi không sợ bị diệt 9 tộc sao? Dương Diệp liếc nhìn Tử Hinh, nói. Mục tiêu của ngươi là Lý Thanh Y, ngươi đi tìm nàng, ta không ngăn cản ngươi. Đồ khốn kiếp! Tử Hinh đột nhiên phẫn nộ quát. Ở trước sống chết, thậm chí vứt bỏ cả nữ nhân của mình, ngươi đúng là một nam nhân khốn kiếp. Dương Diệp bối rối. Hôm nay, các ngươi, ai cũng đừng mong đi được. Tử Hinh vung tay lên. Những yêu thú xung quanh lập tức gào thét một tiếng, sau đó đều xông về phía ba người Dương Diệp. Vạn thú lao nhanh, kinh thiên động địa. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân phóng lên cao. Tiếp theo, kiếm trong tay Phạm Mộng bay ra, vẽ một vòng trong phạm vi mấy trượng trước mặt đám người Dương Diệp. Một vòng tròn xuất hiện ở xung quanh bọn họ. Người tiến vào vòng này, chết! Giọng nói Dương Diệp bắt đầu vang vọng nơi đây, đầy lạnh lẽo và sát ý lẫm liệt. Người hù dọa ta sao? Tử Hinh khẽ hừ một tiếng lạnh, tay ngọc vung lên. 7 con yêu thú tôn cấp sau lưng nàng gào thét một tiếng, tung người nhảy về phía đám người Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp có ánh sáng lạnh lóe lên, hắn đi tới phía sau Phạm Mộng, tay trái vòng qua eo nhỏ của Phạm Mộng, tay phải cầm tay phải của Phạm Mộng, tâm niệm thoáng động, thanh kiếm lơ lửng ở phía xa hóa thành một đường kiếm quang bay trở về trong tay của Phạm Mộng. Lần này, không cần Dương Diệp nói. Phạm Mộng cũng biết phải làm sao.
Ở dưới huyền khí cùng kiếm ý gia tăng, kiếm trong tay Phạm Mộng phát ra một đường kiếm quang sáng ngời. Rất nhanh, hơn 10 con yêu thú đã bước vào trong vòng tròn này. Chém! Dương Diệp vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Phạm Mộng bắn nhanh ra một đường kiếm khí, và một tiếng, hơn 10 con yêu thú lập tức bị chém thành hai đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Tử Hinh cùng Phạm Ly, Lý Thanh Y co lại. Đặc biệt là Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, lúc này trong lòng hai nàng kinh ngạc không nhỏ. Phải biết rằng những con yêu thú này đều là linh cấp, lấy thực lực của Phạm Mộng, có lẽ có thể chém giết một hai con, nhưng nhất quyết không thể nào một lần giết chết nhiều con như vậy trong nháy mắt, hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy. Dương Diệp này cuối cùng là ai? Lẽ nào hắn thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai? Lần này, không chỉ Phạm Ly cùng Lý Thanh Y nghĩ như vậy, trong đầu Tử Hinh cũng xuất hiện một ý nghĩ như thế. Phải biết rằng, ở bên trong Thanh Châu này, hễ là kiếm tu cường đại, cơ bản đều ở trong Cổ Kiếm Trai. Cho dù trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng lúc Tử Hinh giống như tên đã trên dây, không bắn không được. Rất nhanh, một con yêu thú tôn cấp bước vào trong vòng, con yêu thú tôn cấp này mới vừa đi vào, đã bị một đường kiếm khí đánh trúng, nó gào thét một tiếng và bay ngược ra ngoài, tuy không chết, nhưng tình trạng cũng không tốt. Bởi vì một đường kiếm khí này đánh vào vị trí quan trọng nhất của nó, nên nó bị thương nặng. Các yêu thú tôn cấp còn lại cũng vậy, đều bị từng kiếm khí đánh bay. Ngoại trừ yêu thú tôn cấp ra, yêu thú linh cấp và yêu thú vương cấp gần như đều bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Không bao lâu, ở ngoài vòng tròn đã chồng chất mấy trăm thi thể của yêu thú. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Tàn sát, thật sự là tàn sát. Các nàng vốn cảm thấy mình đã đánh giá rất cao thực lực của Dương Diệp, nhưng đến bây giờ các nàng mới phát hiện, thực lực của hắn còn khủng khiếp hơn các nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn cuối cùng là ai? Trong đầu hai nàng không ngừng vang vọng âm thanh này. Không chỉ Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, lúc Tử Hinh cũng chấn động trước cảnh tượng như vậy. Bởi vì nàng kinh hãi phát hiện, những kiếm khí này đều có thể đánh vào vị trí yếu nhất cũng những yêu thú kia. Bởi vậy, ngoại trừ yêu thú tôn cấp có phòng ngự quá mạnh, không bị giết chết trong nháy mắt, huyền thú còn lại cơ bản đều bị giết chết trong nháy mắt. Hắn làm sao làm được? Trong lòng Tử Hinh chấn động. Rất nhanh, gương mặt Phạm Mộng bắt đầu tái nhợt, Dương Diệp lại nhíu mày. Hai nàng Phạm Ly muốn hỗ trợ, nhưng đáng tiếc lúc này các nàng căn bản không thể ra tay, bởi vì trước đó hai người bị Dương Diệp đánh một trận, đến bây giờ vẫn còn cảm giác toàn thân đau đớn. Sau khi đánh bay một con yêu thú tôn cấp, Dương Diệp thả tay Phạm Mộng ra. Bởi vì lúc này huyền khí trong cơ thể Phạm Mộng đã bị tiêu hao sạch. Nếu tiếp tục lấy nàng làm trung gian, sẽ làm cơ thể nàng tiêu hao, không có lợi cho sự phát triển của nàng sau này. Ta còn có thể làm được. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, dẫn nàng tới bên cạnh Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói. Ta biết các ngươi còn nắm con át chủ bài, các ngươi có thể không cần, nhưng nếu như nha đầu kia có gì bất chắc, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi không ra được vùng núi này. Nói xong, Dương Diệp nhận lấy kiếm trong tay Phạm Mộng và xoay người đi về phía Tử Hinh. Ở trong mắt hắn, chúng ta còn không quan trọng bằng ngón tay của muội muội ngươi. Trên mặt Lý Thanh Y có phần cay đắng, nàng đã từng là thiên chi kiêu nữ, ở bên trong mấy chục vạn dặm này còn chưa từng bị người nào đối xử như vậy. Phạm Ly nhìn một Dương Diệp, sau đó kéo tay Phạm Mộng. Dương Diệp coi trọng Phạm Mộng như vậy là chuyện tốt với Phạm gia cùng Phạm Mộng. Dù sao, với thực lực Dương Diệp thể hiện ra lúc này đã chứng minh hắn tuyệt đối không phải là người bình thường, hơn nữa hắn còn là một kiếm tu, vừa vặn Phạm Mộng cũng là kiếm tu, cho nên điều này chính một cơ duyên lớn với Phạm Mộng. Cho dù rất nhiều yêu thú chết đi, nhưng lúc này vẫn còn có rất nhiều yêu thú. Tuy nhiên những yêu thú này tuyệt đối không xông lên, mà đứng yên, đề phòng nhìn Dương Diệp. Không thể nghi ngờ. Trước đó Dương Diệp tàn sát những yêu thú kia đã tạo thành đả kích lớn cho những yêu thú còn sống sót. Gào! Đột nhiên, một con tôn cấp bạch viên gầm lên giận dữ, tiếp theo tung người nhảy lên, giống như một ngọn núi nhỏ lao về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay chuyển động, chân phải chợt giẫm một cái, mượn phản lực của mặt đất truyền đến và bắn người lên, sau đó cổ tay thoáng động, trường kiếm bắn ra. Vèo! Một tiếng xé gió vang lên. Trường kiếm mang theo tàn ảnh xuyên từ hoa cúc sau mông của bạch viên bay ra khỏi trước ngực nó và bắn ra một vòi máu. Ngao! Hai đồng tử của bạch viên co lại,
phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mà vào lúc này, một nắm đấm đã đánh vào bụng của nó. Nắm đấm của Dương Diệp so với cơ thể của Bạch Viên, lại giống như con kiến so với con người, nhưng chính là một nắm đấm nho nhỏ như thế lại làm cho con Bạch Viên này trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ngã rất nhiều cây lớn. Bạch Viên nặng nề rơi xuống mặt đất. Một quyền đánh bay Bạch Viên, Dương Diệp tuyệt đối không thừa thắng xông lên, bởi vì trong cơ thể hắn cũng không thoải mái. Mặc dù hắn không vận dụng kiếm khí, chẳng qua chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, nhưng thân thể hắn còn chưa toàn bộ khôi phục, bởi vậy sử dụng lực lượng thân thể quá độ vẫn làm hắn không chịu nổi. Giống như lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đau đớn. Người cuối cùng là ai? Tử Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y cũng nhìn về phía Dương Diệp, các nàng cũng muốn biết vấn đề này. Cổ kiếm trai. Dương Diệp thuận miệng nói, cho dù không biết cổ kiếm trai này là gì, nhưng hình cổ kiếm trại lợi hại nhất Thanh Châu, nếu như vậy, hắn không ngại khoác ra hổ. Ngươi cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Tử Hinh trầm giọng nói. Ngươi căn bản không có kiếm bài thân phận của cổ kiếm trai, cũng không đạt được kiếm ý tầng 6. Có phải ta lấy ra kiếm bài thân phận của cổ kiếm trai, ngươi sẽ quỳ xuống nói xin lỗi ta, cầu xin ta bỏ qua cho người hay không? Dương Diệp vẫy tay một cái, trường kiếm bay trở về trong tay hắn, sau đó hắn cầm theo kiếm đi về phía Tử Hinh. Tử Hinh lạnh lùng nói. Ngươi có biết giả mạo cổ kiếm trai thì có kết quả gì không? Đã từng có một người giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai, bị đệ tử của 9 ngọn núi cố kiếm trai truy sát 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không chỉ thần hồn của người kia bị tiêu diệt, hơn nữa 9 tộc cũng bị tiêu diệt theo. Ngươi biết thực lực của người kia chứ? Người kia lúc đó đã lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh. Tất cả đều đạt tới thiên cấp, đồng thời cảnh giới bản thân còn đạt tới bán thánh cảnh. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, cổ kiếm trai này quả nhiên bá đạo, lần này hình như mình lại chọc ra một tai họa rồi. Tuy nhiên lúc này hắn muốn phủ nhận cũng không kịp nữa, bởi vậy lại nói. Nói phải là phải, người nói nhảm như vậy làm gì? Nói xong, Dương Diệp cầm theo trường kiếm trong tay xông về phía Tử Hinh. Tuy nhiên hắn còn chưa đi được mấy bước. Một con yêu thú tôn cấp đã chắn ở trước mặt. Con yêu thú tôn cấp này không lớn bằng Bạch Viên, chỉ gấp 2 người bình thường, toàn thân đầy vảy màu đen với hình dạng như con trâu, nhưng 2 chân lại giống như chân người, có chút khác thường. Là mặc giáp tê nghiêu, cẩn thận. Phạm Mộng lên tiếng nhắc nhở. Da chúng rất dày, có thể chịu đòn tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mặc giáp tê nghiêu, cuối cùng, nhìn tới 2 mắt của chúng. Hắn không chút do dự đã lập tức ra tay, cơ thể thoáng di chuyển tới trước mặt con mặc giáp tê nghiêu này, sau đó trường kiếm trong tay chợt đánh về 2 mắt của nó với tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp xẹt qua. Nhưng đúng lúc Tử Hinh đột nhiên xuất hiện ở trên người của nó, cơ thể nó hơi nghiêng sang một bên. Tay Dương Diệp này vốn chém về phía 2 mắt nó lại biến thành chém vào trên vảy của nó, có tia lửa hiện lên. Keng! Thanh kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp vỡ vụn. Dương Diệp cũng bị lực lượng chấn động làm liên tục lùi về phía sau mấy bước. Là nhân thú hợp nhất. Lý Thanh Y đột nhiên lên tiếng. Nàng đã tâm ý tương thông cùng mặc giáp tê nghiêu, các nàng hợp thể có thể phát huy ra chiến lực gấp mấy lần. Gào. Đúng lúc này, mặc giáp tê nghiêu đột nhiên gầm lên giận dữ, một tiếng động giống như thần lôi đột nhiên vang lên trong tai mấy người Dương Diệp, bọn họ lập tức thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng Dương Diệp kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Sử dụng huyền khí bịt 2 tai của mình. Chỉ trong chớp mắt như vậy, mặc giáp tê nghiêu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một cái sừng tê giác đâm tới trước đầu hắn. Đâm đầu vào chỗ chết. Dương Diệp phẫn nộ hét lên một tiếng, nắm đấm chợt đánh vào trên sừng tê giác này. Phun! Sừng tê giác trực tiếp bị gãy và bay ra ngoài, mà mặc giáp tê nghiêu thì bị lực lượng cường đại trong nắm tay của Dương Diệp làm chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên Dương Diệp cũng liên tục lùi lại chừng 10 bước. Giết! Tử Hinh ngồi ở trên người mặc giáp tê nghiêu đột nhiên vung tay ngọc lên, một sóng khí kỳ lạ chấn động lao ra khỏi bàn tay của nàng. Tiếp theo, những yêu thú xung quanh kêu gào, xông về phía đám người Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, chân phải chợt đạp xuống đất một cái, cả người bắn ra ngoài. Tử Hinh thoáng biến sắc, sau đó vỗ nhẹ vào phía sau lưng mặc giáp tê nghiêu, nó rít gào một tiếng. Húc về phía Dương Diệp. Chém. Dương Diệp khép ngón tay chợt rạch một cái về phía mặc giáp tê nghiêu, một đường kiếm khí chợt lóe lên.
Khi kiếm khí bổ vào trên thân của Mặc Giáp Tê Ngưu, phải giáp của nó mềm như đậu hũ, bị đường kiếm khí kia dễ dàng chém ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tử Hinh biến đổi, thân hình lóe lên và rơi sang bên cạnh. Kiếm khí lóe lên trong cơ thể của Mặc Giáp Tê Ngưu, nó trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Vẻ mặt Tử Hinh biến đổi, tay phải vẫy một cái. Hỏa diễm sư tử phía xa lập tức chạy về phía nàng, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó dùng một tay bóp cổ của nàng. Bảo những yêu thú của người dùng lại. Dương Diệp lạnh lùng nói. Thả ta ra, nếu không ba nữ nhân này của ngươi đều phải chết. Tử Hinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì lúc này ba người Lý Thanh Y đang bị yêu thú bao vây tấn công, ba nàng sẽ nhanh chóng phải chôn thân trong bụng của yêu thú. Vẻ mặt Dương Diệp càng thêm hung dữ, tay phải nắm cánh tay của Tử Hinh khiếp sợ, nói. Ngươi muốn làm gì? Nàng còn chưa nói xong, Dương Diệp đột nhiên dùng sức, cánh tay phải của Tử Hinh trực tiếp bị hắn kéo xuống. Máu phun ra thành vòi. Trong lòng hắn có ma quỷ. Lý Thanh Y khẽ giọng nói một câu. A! À, dưới khăn che mặt vọng ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tử Hinh. Chỗ vai phải truyền đến đau đớn dữ dội làm cho nàng ta thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất đi. Nàng ta hoảng sợ nhìn Dương Diệp, căn bản không ngờ nam tử trước mắt này lại trực tiếp kéo tay phải của nàng xuống như vậy. Hắn là ma quỷ sao? Trong lòng Tử Hinh thật sự sợ hãi. Dương Diệp tới gần Tử Hinh, nói. Nếu như đợi lát nữa tiểu cô nương kia bị chút tổn thương gì, ta sẽ kéo đứt hai tay, hai chân ngươi, ngươi có muốn đánh cược không? Tử Hinh làm gì có can đảm đánh cược chứ? Lúc này nàng ta quát to. Dừng lại. Theo Tử Hinh vừa dứt lời, những yêu thú xung quanh lập tức dừng lại, Phạm Ly cùng Lý Thanh Y thấy vậy đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phần lớn những yêu thú xung quanh chỉ là cảnh giới vương giả cùng cảnh giới linh giả, nhưng dù sao số lượng quá nhiều, hơn nữa trước đó các nàng bị Dương Diệp đánh một trận, bởi vậy khi đối mặt với những yêu thú này, các nàng đã sắp không thể làm được gì nữa. Cũng may Dương Diệp bắt được Tử Hinh, chẳng qua khi các nàng nhìn thấy kết quả của Tử Hinh, trong lòng đồng thời run lên, lúc này, hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Mộng. Hai nàng biết, nếu như không phải nhờ tiểu nha đầu trước mắt này, sợ rằng kết quả của hai người bọn họ không tốt hơn Tử Hinh là bao nhiêu. Dương Diệp này căn bản không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Dương Diệp dẫn theo Tử Hinh đi tới trước mặt Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, nói. Để ý nàng ta. Đừng làm cho nàng ta chết. Cho dù hắn khống chế Tử Hinh, nhưng những yêu thú xung quanh lại không rời đi, mà không ngừng gào thét, thường xuyên chuẩn bị xông lên. Cho dù hắn không sợ những yêu thú này, nhưng không muốn phiền phức. Bởi vì số lượng của chúng thật sự quá nhiều, hơn nữa lúc này hắn không có khả năng vận dụng huyền khí, càng không thể sử dụng lực lượng thân thể quá độ. Bởi vậy, cứ cầm Tử Hinh là không còn gì tốt hơn. Có Tử Hinh mở đường. Những yêu thú xung quanh lập tức trở thành vệ sĩ của bọn họ. Trên đường đi tới, bọn họ không gặp phải yêu thú cường đại nào. Cho dù có, sau khi Tử Hinh đàm phán và can thiệp, bọn họ cũng thuận lợi đi qua. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Làm người phải tự hiểu lấy mình. Dương Diệp nói. Thứ nhất, ta với người không quá quen thuộc, cũng không muốn nói chuyện gì với ngươi. Thứ hai. Ta biết người muốn nói gì. Người muốn đi tới Linh Viên Sơn gì đó, ta sẽ không ngăn cản người, nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Nếu như ta bỏ ra số tiền làm ngươi động tâm thì sao? Lý Thanh Y nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi không có thứ gì khiến ta động tâm, nhiều lắm là thứ trước mắt ta cần thôi. Có lẽ ta cần rất nhiều, ví dụ như đá năng lượng siêu phẩm. Bây giờ ta cần rất nhiều nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Vì sao? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Dương Diệp không nói gì, mà là liếc nhìn về phía dãy núi, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Sâu bên trong dãy núi này, làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Với thực lực của hắn trong thời kỳ đỉnh phong, dù gặp phải bán thánh cao cấp, hắn cũng không sợ, nhưng điều này cũng không đại biểu hắn vô địch. Trong dãy núi này cho hắn cảm giác nguy hiểm, điều này chứng minh, bên trong có thể có tồn tại gì đó khủng khiếp. Điều này làm cho Dương Diệp hoàn toàn thu hồi sự khinh thường với linh giới này. Bây giờ hắn vừa đến thế giới này, căn bản chưa tiếp xúc được những thiên tài cùng cường giả của thế giới này, bởi vậy, ngay từ lúc đầu hắn nghĩ linh giới này chẳng qua cũng chỉ như vậy.
nhưng bây giờ hắn phát hiện ra, thế giới này vượt xa những gì hắn nghĩ. Khinh địch là làm mình phải trả cái giá đắt, Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ đạo ký này, bởi vậy bây giờ hắn thật sự phải điều chỉnh lại tâm tính của mình. Thấy Dương Diệp im lặng, Lý Thanh Y lại nói. Với thực lực của ngươi, lại thêm bây giờ chúng ta có nữ nhân ngự thú tông này, chúng ta đi Linh Viên Sơn căn bản không có gì khó. Dương Diệp hoàn toàn không để ý tới nàng, mà đi tới trước mặt Tử Hinh. Nhìn thấy Dương Diệp, Tử Hinh nheo mắt, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nàng thật sự sợ hãi nam nhân trước mặt này. Dương Diệp đưa tay ra, nói. Đá năng lượng siêu phẩm, còn có nội đan tôn cấp gì đó, giao tất cả ra đây. Trước đó, hắn mạnh mẽ vận dụng lực lượng thân thể cùng kiếm khí, điều này làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn xuất hiện rất nhiều vấn đề, bởi vậy hắn sốt ruột, cần rất nhiều đá năng lượng để trị liệu. Dương Diệp này là thổ phỉ sao? Thấy Tử Hinh sửng sốt, Dương Diệp nhíu mày, nói. Thế nào, muốn ta tự mình lục soát à? Tử Hinh lấy lại tinh thần, nàng liếc nhìn Dương Diệp, rất không cam lòng lấy ra nhẫn chứa đồ của mình. Dương Diệp nhận lấy nhẫn chứa đồ, lực tinh thần tiến vào. Khi điều tra rõ đồ vật bên trong, Dương Diệp khẽ cười. Bên trong còn có tới hơn 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, nội đan yêu thú tôn cấp cũng tới hơn 100 viên. Những cái này không chỉ làm cho hắn có thể chữa trị vết thương bên trong cơ thể, còn có thể làm cho hắn tạm thời tăng lên tới cảnh giới linh giả trung phẩm. Ngay trước mắt các nàng, hắn cầm mấy viên đá năng lượng siêu phẩm ném vào trong miệng. Phạm Ly cùng Lý Thanh Y còn tốt, bởi vì các nàng đã sớm thấy qua, nhưng Tử Hinh thì mở to hai mắt, biểu tình không thể nào tưởng tượng nổi. Qua một canh giờ, trong cơ thể Dương Diệp dễ chịu hơn nhiều. Cùng lúc đó, hắn cũng thăng cấp đến cảnh giới linh giả trung phẩm. Dương Diệp. Phạm Mộng đột nhiên chạy đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi làm cho kiếm kia tự bay thế nào? Nó ở trong tay ta lại không biết tự bay. Nàng vốn đã mơ ước ngự kiếm thuật hoa lệ của Dương Diệp từ lâu. Bây giờ không có phiền toái gì, nàng vội vàng chạy tới hỏi thăm. Nàng muốn học sao? Dương Diệp cười nói. Phạm Mộng liền vội vàng gật đầu, nói. Muốn, rất muốn, đặc biệt muốn. Dương Diệp mỉm cười, nói. Đây là ngự kiếm thuật, là năm đó. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng không còn cười nữa. Ngự kiếm thuật là do Mạc Lão tặng cho hắn năm đó. Mạc Lão, Lục Ngôn, Từ Thiên Dạ, Thánh Chủ Thánh Địa, Hà Chí Tôn, Tần Bất Phàm, Tiểu Anh không ngừng hiện lên trong đầu Dương Diệp. Trong những người này, rất nhiều người đã từng là kẻ địch của hắn, nhưng vào giây phút cuối cùng, mọi người đã đồng tâm hiệp lực cùng nhau liên thủ đối đầu với mắt của thiên đạo kia. Có thể nói, không có những người đó hy sinh, Dương Diệp hắn cũng không sống được. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật rất mạnh mẽ, nhưng nếu như không phải bọn họ lấy cách thức tự nổ làm mắt. Của thiên đạo bị thương nặng, cho dù hắn đạt được cảnh giới thánh giả, chỉ sợ cũng không chém được mắt của thiên đạo này. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có sát ý lạnh lẽo. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp không tốt, trên thân tản ra sát ý sắc bén, Phạm Mộng khẽ hỏi. Ba người Lý Thanh Y lùi về phía sau, rất sợ Dương Diệp ra tay giết người. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ nhớ tới một chuyện trước đây thôi. Nếu như nàng muốn học ngự kiếm thuật này, ta có thể dạy nàng. Sau khi ngươi tinh thông, cho dù đạt được bán thánh cũng có tác dụng lớn. Hắn không nói dối, khi tu luyện ngự kiếm thuật này tới mức độ cao nhất, có thể điều khiển ít nhất hơn vạn thanh huyền kiếm. Ngươi thật sự bằng lòng dạy ta sao? Phạm Mộng mở to mắt nhìn Dương Diệp, trong giọng nói đầy hưng phấn cùng bất ngờ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đương nhiên. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Mộng vỗ tay, vui mừng nhảy dựng lên. Phạm Ly nghe vậy cũng vui mừng. Ở Thanh Châu này, kiếm kỹ cơ bản đều bị cổ kiếm trai quản lý, đặc biệt là những kiếm kỹ tốt. Bởi vậy, mặc dù Phạm gia nàng có chút tài lực, nhưng vẫn không mua nổi kiếm kỹ nào tốt. Vừa nhìn Dương Diệp thi triển kiếm kỹ kia cũng biết không tầm thường. Dương Diệp bằng lòng dạy Phạm Mộng, không thể nghi ngờ chính là cơ duyên lớn đối với Phạm Mộng. Nàng làm tỷ tỷ tất nhiên sẽ vui mừng. Trong quá trình truyền thụ ngự kiếm thuật cho Phạm Mộng, Dương Diệp phát hiện, thiên phú kiếm đạo của Phạm Mộng thật ra không yếu, sở dĩ đến bây giờ mới chỉ là kiếm ý tầng 4 là vì thiếu thực chiến cùng chiến đấu sinh tử.
Con hổ bị nuôi nhốt có khả năng còn không bằng một con chó hoang. Nghĩ đến đây, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Phạm Ly, nói. Ngươi qua đây. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly nheo mắt, ánh mắt Phạm Mộng lộ ra vẻ cầu xin, nàng rất sợ Dương Diệp lại muốn đánh tỉ tỉ nàng. Nhìn thấy biểu tình của Phạm Mộng, Dương Diệp có chút buồn cười lắc đầu, nói. Cho dù nể mặt nàng, ta cũng sẽ không đánh nàng. Ta chỉ là muốn nói với tỷ nàng một vài chuyện thôi. Nói xong, hắn đi qua một bên, Phạm Ly do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Nếu như Dương Diệp muốn ra tay đối phó với nàng, nàng căn bản không có khả năng đánh trả. Phạm Mộng có chút lo lắng nhìn tỷ tỷ mình, nhưng nàng vẫn lựa chọn không đi theo. Đi vài chục trượng, Dương Diệp ngừng lại, nói. Thiên phú kiếm đạo của Phạm Mộng thật sự không tệ, chẳng qua tính cách của nàng có phần quá mềm yếu. Hơn nữa quá ít thực chiến, tiếp tục như vậy, thiên phú kiếm đạo của nàng sẽ hao mòn hết. Mong người thu nàng làm đồ đệ. Phạm Ly đột nhiên thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta sẽ dạy nàng, nhưng không thu nàng làm đồ đệ. Hơn nữa, lần này sau khi ra khỏi vùng núi này, ta sẽ rời đi. Ta không thể dẫn theo nàng, đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Phạm Ly nói. Nàng ở lại Thiên Phong Thành càng nguy hiểm hơn, cho nên ta muốn để nàng gia nhập cổ kiếm trai chính là hy vọng nàng có thể được cổ kiếm trai che chở, đáng tiếc nàng không đạt được yêu cầu thu người của cổ kiếm trai. Là vì Diệp gia kia sao? Dương Diệp nhíu mày nói. Phạm Ly khẽ gật đầu, nói. Nếu như chỉ dựa vào một Diệp gia, Phạm gia ta cá chết lưới rách, Diệp gia hắn vẫn không dám bắt nạt Phạm gia, nhưng không biết thế nào Diệp gia bọn họ có dính dáng với Đoạn Đao Sơn Trang. Đó là thế lực cấp Bạch Ngân. Có bọn họ giúp đỡ Diệp gia, Phạm gia ta căn bản không có cách nào chống lại được. Lần này ta và Lý Thanh Y tới Đoạn Thiên Sơn Mạch là muốn nhờ nàng đứng ra can thiệp với Đoạn Đao Sơn Trang, nhưng... Người muốn lợi dụng ta đi giúp người đối phó với Diệp gia cùng Đoạn Đao Sơn Trang à? Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Phạm Ly, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng Phạm Ly thầm cả kinh, vội vàng lắc đầu, nói... Ta không dám hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tiểu Mộng. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào chói tai, tiếp theo, chừng 10 con chim lớn màu đen xuất hiện ở phía trên đầu đám người Dương Diệp. Mỗi con đại bàng lớn này đều là tôn cấp thượng phẩm. Là người của Ngự Thú Tông. Lý Thanh Y thất thanh nói. Từ sư bá. Mà Tử Hinh lại mừng rỡ. Rất nhanh. Một lão già cùng 10 người trung niên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, trong phút chốc vẻ mặt Phạm Ly bên cạnh nàng lại trắng bệch. Bởi vì lão già này là cảnh giới hoàng giả. Ngoại trừ lão già là cảnh giới hoàng giả ra, 10 người trung niên còn lại cũng đều là cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Nhìn thấy đội hình này, hai tỷ muội Phạm Ly cùng Phạm Mộng lập tức tuyệt vọng. Các nàng biết Dương Diệp rất mạnh. Nhưng các nàng không cho rằng Dương Diệp có thể chiến thắng một cảnh giới hoàng giả cùng 10 cường giả cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Phải biết rằng, lúc này Dương Diệp chỉ là cảnh giới linh giả trung phẩm mà thôi. Vẻ mặt Lý Thanh Y cũng có chút khó coi, Thiên Cương Thành cùng Ngự Thú Tông là kẻ địch sống chết, đối phương căn bản không có khả năng bỏ qua cho nàng, nếu như nàng rơi vào tay đối phương, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Dương Diệp cùng Phạm Ly lùi đến bên cạnh Tử Hinh, cùng lúc đó. Vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp. Đối mặt với cường giả cảnh giới hoàng giả, kiếm khí cùng kiếm kỹ bình thường căn bản vô dụng, cho dù thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể sẽ mang đến cho hắn hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vào giờ phút này, hắn sao chú ý được nhiều như vậy. Ánh mắt của lão già lướt qua đám người Dương Diệp, cuối cùng nhìn đến Tử Hinh. Khi thấy cánh tay phải của Tử Hinh không còn, sắc mặt lão già lập tức dữ tợn. Là ai làm? Ta làm. Dương Diệp đứng dậy, chuyện này căn bản không thể lừa dối, cũng không cần thiết phải lừa dối. Ngươi thật can đảm, cũng dám động đến người của Ngự Thú Tông ta. Từ trong cơ thể lão già tràn ra sát khí, ép về phía đám người Dương Diệp. Chỉ có điều khi sát ý này đi tới trước mặt Dương Diệp đã lập tức biến mất. Nói đùa, Dương Diệp hắn giết người nhiều tới mức nào. Sát ý của lão già này với hắn chỉ là trò trẻ con. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lão già nhất thời kinh sợ, hắn không nghĩ tới sát ý của mình trước mặt huyền giả cảnh giới linh giả lại không có tác dụng. Điều này làm cho hắn vừa thẹn vừa giận, muốn động thủ, mà lúc này đột nhiên vang lên giọng nói Lý Thanh Y.
Nếu ngươi ra tay, mạng cháu gái ngươi cũng không còn. Lão già nhìn lại, chỉ thấy tay của Lý Thanh Y nắm lấy cổ của Tử Hinh. Ngươi dám? Lão già giận dữ. Lý Thanh Y hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi xem ta có dám không? Nói xong, tay nàng hơi dùng sức, hai mắt Tử Hinh lập tức trợn tròn. Kim tuyến xà. Đúng lúc này, lão già đột nhiên nói một câu. Đám người Dương Diệp còn chưa kịp hiểu, vào giờ phút này, mấy tia sáng màu vàng đột nhiên bắn ra khỏi cơ thể của Tử Hinh, lao tới trên người Lý Thanh Y. Lý Thanh Y kêu lên một tiếng, tay thả ra, sau đó liên tục lùi về phía sau, tiếp theo, tay phải của nàng chợt vung lên. Lúc này, mọi người mới phát hiện ra mấy tia sáng màu vàng là mấy con rắn màu vàng nhỏ giống như ngón tay. Mà mặt Lý Thanh Y lúc này đột nhiên tím lại. Chúng độc. Vẻ mặt Lý Thanh Y biến đổi, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, Tử Hinh đã đến bên cạnh đám người lão già kia. Độc của kim tuyến xà này chí âm tới hàn, cho dù là cường giả cảnh giới hoàng giả cũng không thể chịu được. Tử Hinh nói đến đây, đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói. Ban đầu ta muốn đối phó với hắn, đáng tiếc cho dù ta bị khống chế, hắn vẫn rất đề phòng ta nên ta không có cơ hội. Nếu như vậy, cũng chỉ đành để Lý đại tiểu thư được lợi. Nhưng đáng tiếc, không ngờ ngươi tự nhiên mang theo nhiều đan dược giải độc như vậy. Dương Diệp vẫy tay một cái, kiếm trong tay Phạm Mộng bay đến trong tay hắn, sau đó nói. Chạy sâu vào bên trong dãy núi. Ngươi thì sao? Phạm Mộng vội vàng nói. Ta sẽ nhanh chóng tới đó. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Phạm Ly, nàng trầm ngâm một lát, sau đó kéo Phạm Ly cùng Lý Thanh Y xoay người chạy về phía sâu bên trong dãy núi. Còn muốn chạy sao? Lão già cười lạnh. Đúng là nực cười. Nói xong, hắn lại muốn động thủ. Lúc này, Tử Hinh bỗng nhiên nói. Từ sự bá cẩn thận, thực lực của người này không tầm thường, trước đó hắn từng một kiếm giết chết yêu thú tôn cấp trong nháy mắt, trong đó có cả mặc giáp tê nghiêu. Của ta, giết chết yêu thú tôn cấp trong nháy mắt à? Lão già nheo mắt, trong mắt cũng không dám khinh thường nữa, nói. Ngươi là ai? Dương Diệp chậm rãi cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, cho dù kiếm này không phải đạo cấp, nhưng cũng là thiên cấp thượng phẩm, lấy lực kiểm soát của hắn đối chảm thiên bạt kiếm thuật bây giờ, muốn dùng kiếm thiên cấp thượng phẩm thi triển một lần chảm thiên bạt kiếm thuật vẫn có thể làm được, chẳng qua uy lực nhất định sẽ lớn không lớn bằng đạo cấp. Hơn nữa chỉ có thể thi triển một lần chảm thiên bạt kiếm thuật, không có cách nào trồng chất. Sau khi cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia, nói. Cổ kiếm trai, thiên kiếm phong, người đứng đầu dưới cảnh giới thánh giả chính là ta. Hắn không muốn thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, bởi vì có quỷ mới biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể giật nhẹ tấm da hổ cổ kiếm trai này, hy vọng có thể dọa cho đối phương lùi lại. Không cần chiến đấu mà làm người lui binh mới là thượng sách. Cổ kiếm trai. Nghe được ba chữ này, sắc mặt lão già cùng 10 người trung niên phía sau hắn đại biến, lão già thất thanh nói. Ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai. Cổ kiếm trai là thế lực cấp bạch kim, thế lực này muốn tiêu diệt ngự thú tông, thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi biết được Dương Diệp là đệ tử của cổ kiếm trai, trong lòng mấy người bọn họ lập tức hoảng sợ, đắc tội đệ tử của cổ kiếm trai, không phải là muốn chết sao. Hai tay lão già cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không phải là người của cổ kiếm trai. Nhìn thấy bộ dạng đám người sư bá mình như vậy, Tử Hinh vội vàng nói. Đệ tử của cổ kiếm trai ra ngoài đều sẽ đeo theo kiếm, đeo tượng trưng thân phận của cổ kiếm trai, kiếm ý ít nhất đều từ tầng 6 trở lên. Tất cả, hắn đều không phù hợp, cho nên, hắn căn bản không phải là đệ tử của cổ kiếm trai. Nghe thấy Tử Hinh nói vậy, đám người lão già mới bình định lại. Bọn họ cẩn thận quan sát Dương Diệp, phát hiện Dương Diệp quả nhiên không phù hợp với những điều trên. Lúc này, sắc mặt lão già trầm xuống. Tốt, rất tốt. Không ngờ trên đời này vẫn còn có người dám giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai, không thể không nói, lá gan của ngươi còn muốn lớn hơn ta tưởng. Tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm, nói. Ta nói thật, một kiếm này của ta rất mạnh, đã từng chém nát cả trời. Nếu không, các ngươi rời đi, ta sẽ không rút một kiếm này ra, sau này mọi người có lẽ còn có lúc gặp lại. Nếu không, ta rút một kiếm này ra, mọi người có lẽ sẽ phải âm dương cách trở. Rất mạnh sao, ngay cả trời cũng từng chém nát à, âm dương cách trở, ha ha. Đám người lão già phá lên cười,
ngay cả Tử Hinh cũng có ý cười. Rõ ràng, những lời này của Dương Diệp đã chọc cho bọn họ cười. Vì sao lúc ta nói thật thì không ai tin vậy? Dương Diệp lắc đầu, cảm thấy mình làm người có chút thất bại, dù sao hắn cũng khó có được một lần thành thật với kẻ địch của mình như thế. Được rồi, nhanh chóng giải quyết hắn, chúng ta còn đi bắt Lý Thanh Y nữa. Lão già dừng tiếng cười, sau đó đi về phía Dương Diệp, nói. Lần này, ta chờ người thi triển ra một kiếm này, lão phu thật sự rất tò mò, rốt cuộc là dạng kiếm gì lại có thể chém nát được cả trời. Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút về những lời ta đã nói trước đó à? Dương Diệp nói, bảo ngươi rút thì ngươi rút đi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lão già tức giận nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta đếm 3 tiếng, để cho ngươi chuẩn bị tâm lý, nếu không, thắng không phải là anh hùng. Được, ngươi đếm đi. Lão già chắp 2 tay sau lưng, trên mặt tươi cười thản nhiên, bộ dạng ta đây là cao thủ. 3. Dương Diệp nói. Lão già khẽ gật đầu, đang chờ Dương Diệp kêu 2. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. 10 con chim đại bàng lớn trên bầu trời gào thét một tiếng, điên cuồng trốn về 4 phía xung quanh. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của lão già, một đường kiếm quang sáng ngời bắn ra khỏi vỏ kiếm cổ của Dương Diệp. Tiếp theo, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong tầm mắt của hắn. Cơ thể của lão già cứng đờ, hai mắt trợn tròn, nói. Hai đâu? Bị ta ăn rồi. Dương Diệp nói. Dứt lời, ầm, một tiếng, cơ thể của lão già trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống thịt rơi xuống đất. 10 người trung niên cùng Tử Hinh sau lưng lão già lập tức hóa đá. 11 người đều nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt bọn họ đầy vẻ khó tin. Cảnh giới hoàng giả. Huyền giả cảnh giới linh giả trung phẩm giết chết cảnh giới hoàng giả trong nháy mắt. Ông trời ơi, đây là thật sao? Là thật sao? Lúc này đầu óc của Tử Hinh cùng 10 người trung niên đã trống rỗng, không thể nghi ngờ cảnh tượng như vậy quá chấn động, bọn họ giống như đang nằm mơ, hoàn toàn không phải là sự thật. Nhìn trường kiếm trong tay vỡ vụn, Dương Diệp lắc đầu, bàn tay khẽ nghiêng đi. Từng mảnh vỡ của trường kiếm rơi xuống mặt đất, sau đó tay phải đặt ở sau lưng, một trận gió nhẹ thổi tới, áo choàng dài của Dương Diệp bay phất phới, mắt nhìn 10 người trung niên cùng Tử Hinh. Trong mắt Dương Diệp hoàn toàn yên tĩnh, không hề dao động. 10 người trung niên cùng Tử Hinh theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Lúc này, Dương Diệp ở trong mắt bọn họ giống như một kiếm khách tuyệt thế. Một kiếm khách tuyệt thế dường như có thể đâm thủng trời. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Trên trời có đức hiếu sinh, các ngươi đi đi, trở lại nói cho tông chủ của các ngươi biết, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. 10 người trung niên cùng Tử Hinh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống, nói. Thế nào, các ngươi muốn đi theo hắn à? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Tử Hinh chợt giật mình. Sau đó xoay người bỏ chạy, trong thời gian không đến một lần hít thở bọn họ đã biến mất khỏi trong tầm mắt của Dương Diệp. Đám người Tử Hinh chạy như điên, khi chạy gần ngàn dặm, Tử Hinh đột nhiên ngừng lại, nói. Không hợp lý. 10 người trung niên cũng dừng lại, một người trung niên trong đó tức giận nói. Còn nói không hợp lý. Tử Hinh, lần này ngươi hại chết sư bá, còn làm cho ngự thú tông chúng ta đắc tội một đệ tử của cổ kiếm trai, người gây ra họa lớn rồi. Những người trung niên còn tại cũng lộ ra vẻ mặt không tốt nhìn về phía Tử Hinh. Tử Hinh bắt đầu, nói. Hắn chắc chắn không phải là đệ tử của cổ kiếm trai, bởi vì nếu hắn là đệ tử của cổ kiếm trai, hắn chỉ cần lấy ra thẻ bài thân phận đệ tử cổ kiếm toai, chúng ta tuyệt đối không dám tảm khó hắn, nhưng hắn vẫn không ấy ra. Một điểm quan trọng nhất là, các ngươi phát hiện không, sau khi hắn rút kiếm, kiếm của hắn vỡ. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra cơ thể hắn còn run rẩy. Có ý gì? Một người trung niên trầm giọng nói. Tử Hinh trầm giọng nói. Trước đó ta từng giao đấu với hắn, thực lực của hắn quả thật mạnh mẽ, nhưng còn xa mới mạnh như vậy, vừa rồi chắc hắn thi triển bí pháp gì đó mạnh mẽ nâng cao thực lực của chính mình, bởi vậy mới có thực lực mạnh như vậy. Các ngươi nên biết, thi triển bí pháp như vậy đều sẽ bị cắn trả. Ý của ngươi là trước đó hắn sở dĩ buông tha cho chúng ta, không phải là vì không muốn giết chúng ta, mà hắn không giết được, bởi vì khi đó hắn có thể đang bị cắn trả sao? Một người trung niên trầm giọng nói. Tử Hinh khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ dữ tợn, nói.
Thực lực của người này mạnh mẽ, nếu như hắn còn sống, không thể nghi ngờ chính là một tai họa cho Ngự Thú Tông chúng ta. Cho nên, chúng ta phải nhân lúc hắn yếu, lấy mạng hắn. Nếu chẳng may hắn thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai thì xoa. Một người trung niên bỗng nhiên nói. Vậy thì càng nên giết. Tử Hinh lạnh lùng nói. Nếu như hắn đúng là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, các ngươi thử nghĩ, nếu như hắn sống sót đi ra, kết quả của Ngự Thú Tông chúng ta sẽ thế nào? Mọi người! Gạch nối! Tử Hinh hít sâu một hơi, nói. Minh Nhạ Sư Huynh, ngươi âm thầm đi hỏi thăm xem trong Thiên Kiếm Phong có thể có một người tên là Dương Diệp không? Nếu như không có, vậy lập tức thông báo với Cổ Kiếm Trai, nói có người giả mạo đệ tử của bọn họ. Nếu có, ngươi lập tức trở thông báo cho Tông Chủ. Bảo hắn tự mình ra tay, tuyệt đối không thể để cho này người sống sót ra khỏi Đoạn Thiên Sơn mạch được. Mọi người nhìn nhau, một người trong đó nói. Cứ làm như vậy đi. Người trung niên tên là Minh Nhạ bay về phía ngoài dãy núi, những người khác đuổi theo vào sâu bên trong dãy núi. Chẳng bao lâu, đám người Tử Hinh đã đi tới chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Lúc này đã không thấy bóng dáng của Dương Diệp nữa, chỗ hắn đứng lúc trước có bãi máu. Con mẹ nó. Bị lừa thật rồi. Nhìn thấy bãi máu này, một người trung niên tức giận lập tức mắng lớn. Sau khi Tử Hinh cùng 10 nam tử trung niên rời đi, thân thể Dương Diệp đột nhiên phát ra những tiếng phụt phụt, rất nhiều máu tươi tràn ra khỏi cơ thể, nhuộm đỏ cả trang phục của hắn. Dương Diệp biết, cơ thể mình lại bị vỡ rồi. Trong mắt hắn có vẻ cay đắng, hắn biết mình thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới một kiếm này tự nhiên làm cho toàn thân hắn đều nứt ra. Dương Diệp. Đúng lúc này, giọng nói Phạm Mộng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Tiếp theo, Phạm Mộng cùng Lý Thanh Y cùng với Phạm Ly xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Các ngươi còn chưa đi sao? Dương Diệp nhíu mày, nhưng cái nhíu mày này lại làm cho trán hẳn tràn ra một chất lỏng màu đỏ. Khi thấy tình trạng của Dương Diệp lúc này, ba nàng lập tức bị hù dọa. Lúc này trang phục trên người Dương Diệp đều đã bị nhuộm đỏ, quần áo giống như dính máu, càng khủng khiếp hơn là trên mặt hắn tự nhiên xuất hiện vô số vết rạn, hơn nữa trên mặt hắn. Vốn đã bị thương, lúc này quả thực còn khủng khiếp hơn cả quý. Ngươi làm sao vậy? Phạm Mộng không nhịn được rơi nước mắt. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Tạm thời đừng nói nữa, bọn họ sẽ mau chóng trở lại, đi đã. Lý Thanh Y không nói hai lời lại cõng Dương Diệp lên, sau đó chạy về phía xa, Phạm Mộng cùng Phạm Ly cũng vội vàng đi theo. Tại sao các ngươi lại quay về? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly liếc nhìn Phạm Mộng, nói. Nàng chết sống không muốn bỏ ngươi lại, cho nên. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Mộng, phát hiện tiểu nha đầu này còn đang khóc, trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, nói. Đừng khóc, trước đây ta còn bị thương nặng hơn thế này. Chút vết thương ấy với ta căn bản không tính là gì cả. Xin lỗi, xin lỗi. Phạm Mộng không ngừng lắc đầu, nước mắt giống như vỡ đê. Nàng biết, sở dĩ Dương Diệp biến thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu trong đó vẫn là bởi vì nàng. Bởi vì lấy thực lực của Dương Diệp, hắn muốn ra khỏi Đoạn Thiên Sơn mạch căn bản không phải là vấn đề khó khăn, nhưng bởi vì nàng, hắn lựa chọn. Lại dẫn nàng đi cùng, cũng bởi vì nàng. Dương Diệp còn dẫn theo cả tỷ tỷ nàng và Lý Thanh Y. Nếu như không phải bởi vì nàng, Dương Diệp căn bản sẽ không bị như vậy. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Phạm Mộng càng áy náy hơn, nước mắt càng tuôn trào. Nhìn dáng vẻ của Phạm Mộng, Dương Diệp bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Giao, Bảo Nhi, Lôi Lâm, Nhân Nhân, Niệm Tuyết. Bây giờ Hồng Mông Tháp đang đóng, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể mở ra. Tuy nhiên theo hắn suy đoán, chỉ cần thực lực của hắn nâng cao tới trình độ nhất định, khẳng định có thể mở ra Hồng Mông Tháp. Trải qua chuyện chém nát mắt của thiên đạo, Dương Diệp biết thực lực của mình còn quá yếu. Bởi vậy, đời này, hắn ngoại trừ muốn tìm lại đám người An Nam Tĩnh và mở ra Hồng Mông Tháp, còn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đến mức các trời vạn vực đều không có bất kỳ người có thể uy hiếp được hắn. Ở trong thế giới người mạnh là vua, không có thực lực, người có lúc sống còn không bằng chó. Trước đây rất lâu, khi đó hắn còn chưa gia nhập kiếm tông đã hiểu được điều này, nhưng đáng tiếc sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, hắn dần dần quên điểm ấy. Trong khoảng thời gian hắn đi tới linh giới, hắn hiểu sâu sắc hơn, người không có thực lực sẽ có kết quả thế nào. Không mong vô địch trong vạn vực,
chỉ mong không người nào dám bắt nạt. Dương Diệp hít sâu một hơi, liếc nhìn Phạm Ly, nói. Còn có đá năng lượng, nếu còn cho ta mượn một ít. Bây giờ, thứ hắn cần chính là thật nhiều đá năng lượng, chỉ có đá năng lượng mới có thể làm cho hắn khôi phục vết thương cùng nâng cao thực lực. Phạm Ly khẽ lắc đầu một cái, nói. Ở nhà vẫn còn. Lý Thanh Y cũng nói. Tất cả đá năng lượng ta mang theo đều đã bị ngươi ăn sạch, ta cũng không có. Dương Diệp nhíu mày, lúc này hắn căn bản không có cách nào hấp thu linh khí bình thường, nếu như không có đá năng lượng hoặc nội đan của yêu thú, với tình trạng vết thương bên trong cơ thể hắn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể chữa trị được. Ở bên trong dãy núi mênh mông này có rất nhiều yêu thú, hơn nữa phía sau có người truy sát, lấy tình hình của hắn lúc này căn bản không có sức tự vệ. Gào! Đúng lúc này, phía chân trời sau lưng đám người Dương Diệp đột nhiên truyền đến một tiếng kêu chói tai, điều này làm cho đám người Dương Diệp thoáng biến sắc. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua phía trước, sau đó nói. Đi phía bên phải, bước vào sơn cốc kia. Đám người Lý Thanh Y hoàn toàn không có chút do dự nào, cơ thể thoáng di chuyển, xông về phía sơn cốc bên phải. Vì sao đi bên này? Sau khi đi vào sơn cốc, Phạm Mộng đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Trước mặt cùng bên trái đều có khí thức yêu thú cường đại, ít nhất đều là tôn cấp đỉnh phong, nếu chúng ta qua đó sẽ không tránh khỏi chiến đấu gian khổ một lúc. Nếu như chúng ta chiến đấu cùng những yêu thú đó, chắc sẽ bị người phía sau đuổi theo. Phạm Mộng, một tiếng, sau đó lại nói. Lão già cảnh giới hoàng giả vừa rồi đã chết rồi sao? Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp, Lý Thanh Y đang cõng Dương Diệp không quay đầu lại nhìn Dương Diệp. Nhưng tai nàng cũng dựng thẳng. Bởi vì trước khi các nàng chạy về, thật ra trong lòng đã có dự định xấu nhất, nhưng khi chạy về lại thấy lão già kia cùng đám người tử hình biến mất. Mà bây giờ, trong đám người đuổi theo phía sau các nàng lại không có lão già kia, bởi vì nếu có hắn, các nàng đã sớm bị đuổi kịp. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Chết rồi. Khi nói xong câu đó, Dương Diệp cảm giác được cơ thể Lý Thanh Y hơi cứng đờ. Hai tỷ muội Phạm Ly lại kinh hãi nhìn hắn. Dương Diệp nhìn Phạm Mộng cười nói. Đừng kinh ngạc như vậy, đó một cảnh giới hoàng giả mà thôi. Nàng cố gắng tu luyện, sau đó cũng có thể giết được. Phạm Mộng gật đầu, nhưng không hỏi Dương Diệp giết lão già kia thế nào, cho dù nàng có lúc tùy tiện, nhưng dù sao cũng không phải là người ngốc. Bởi vì có Dương Diệp, mấy người chạy về phía sâu bên trong dãy núi cũng không gặp phải yêu thú gì cường đại. Nhưng bọn họ cũng không bỏ rơi được những người phía sau. Theo Lý Thanh Y nói, ở bên trong vùng núi này, trừ khi thực lực của bọn họ vượt xa mới có thể bỏ rơi người của Ngự Thú Tông, nếu không, bọn họ phải giết chết tất cả yêu thú trong phạm vi vài dặm. Bởi vì nếu như không giết chết những yêu thú này, chúng đều sẽ trở thành tai mắt của Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông có bản lĩnh như vậy, vì sao mới chỉ là thế lực cấp bạch ngân? Dương Diệp hỏi. Lý Thanh Y nói. Loại bản lĩnh này của bọn họ quả thật rất mạnh, nhưng cũng có hạn chế, đó chính là bọn họ chỉ có thể ký kết khế ước cùng yêu thú dưới cấp bán thánh. Phải biết rằng, ở Thanh Châu này có người cùng yêu tồn tại, những yêu vương đều có khả năng lên trời xuống đất, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép yêu thú đạt được bán thánh ký kết khế ước cùng con người, trừ khi có tình huống đặc biệt. Yêu vương à? Dương Diệp có chút không hiểu. Lý Thanh Y giải thích. Ở bên trong Thanh Châu này có 12 vị yêu vương, mỗi một yêu vương đều là cường giả cảnh giới thánh giả, dưới quyền bọn họ còn có rất nhiều yêu soái yêu tướng. Có thể nói ở bên trong Thanh Châu này, yêu tộc hoàn toàn không kém hơn nhân tộc chúng ta. Thật may là yêu tộc cùng nhân tộc chúng ta từng có giao hẹn mọi người cùng tồn tại ở Thanh Châu, cho dù bình thường có con người giết yêu thú, hoặc yêu thú giết con người, nhưng những thứ này đều được phía trên ngầm đồng ý, bởi vì bất kể là con người hay là yêu thú. Đều phải trải qua rèn luyện sinh tử. 12 cường giả cảnh giới thánh giả. Dương Diệp nheo mắt, đối mặt với cảnh giới thánh giả, trừ khi hắn lại thiêu đốt 10 kiếm ý tầng 3, sau đó thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính, như vậy có lẽ có thể đối đầu cùng cường giả cảnh giới thánh giả. Nếu không, ở trạng thái bình thường, hắn căn bản không đối đầu được với cường giả cảnh giới thánh giả, cho dù hắn đã lĩnh ngộ lực pháp tắc cùng kiếm vực. Dương Diệp đột nhiên nhớ ra điều gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Đoạn Thiên Sơn Mạch có thể có yêu vương không? Lý Thanh Y hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Hẳn là không có. Cái gì gọi là hẳn à? Dương Diệp nhíu mày,
Ở trong đoạn thiên sơn mạch này, hắn luôn cảm giác dường như có một khí thức cường đại, cường giả bán thánh tuyệt đối không thể có khí thức này, nhưng hình như cũng không phải là cảnh giới thánh giả, bởi vì nếu như là cảnh giới thánh giả, hắn căn bản không cảm giác được khí thức của đối phương. Đoạn thiên sơn mạch này chỉ là một địa phương nhỏ, yêu vương căn bản không có khả năng tới chỗ này. Lý Thanh Y nói, bởi vì nếu như yêu vương tới chỗ này, sợ rằng các thế lực nhân tộc trong vòng mấy chục dặm đều sẽ bị nhanh chóng chuyển đi. Trừ khi là thế tục cấp bạch kim, nếu không sẽ không có người nào dám sinh sống ở dưới mí mắt của yêu vương. Không phải yêu vương sao? Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía xa, trước mắt hắn vẫn là núi cao trải dài, sâu bên trong ngọn núi vẫn tồn tại luồng khí tức cường đại kia, chỉ có điều có chút không rõ ràng. Nếu như không phải thần thức cùng lực tinh thần của hắn có chút đặc biệt, căn bản không phát hiện ra được. Phía trước là Linh Viên Sơn. Phạm Mộng đột nhiên ngừng lại, chỉ vào một ngọn núi trước mặt nói. Phạm Ly liếc nhìn ngọn núi cao này, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Y. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Lý Tiểu Thư quả nhiên rất lợi hại, không ngờ bất giác đã dẫn chúng ta tới Linh Viên Sơn. Lý Thanh Y thả Dương Diệp xuống, Phạm Mộng vội vàng để lấy Dương Diệp, sau đó dẫn theo Dương Diệp cùng tỷ tỷ mình cách xa Lý Thanh Y một đoạn. Lý Thanh Y liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp, nói. Dương Huynh, Phạm Tiểu Thư, xin lỗi, ta phải tới Linh Viên Sơn này, cảm ơn Dương Huynh đã chỉ đường, đàm cho ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nói, tay ngọc của nàng vung lên, một lọ đan dược bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Đây là hồi khí đan, trong đó chỉ có 3 viên, có thể lập tức làm cho ngươi khôi phục được 1 tít huyền khí. Đan dược này xem như là công Dương Huynh đã chỉ đường cho ta. Tạm biệt. Nói xong, nàng thoáng di chuyển, xoay người biến mất khỏi tầm mắt của đám người Dương Diệp. Mà vào lúc này, đám người Tử Hinh đã xuất hiện. Nhìn đan dược trong tay, Dương Diệp bật cười. Đối phương cho hắn đan dược, căn bản không phải bởi vì hắn chỉ đường, mà muốn cho hắn cùng người của Ngự Thú Tông tàn sát lẫn nhau. Nàng, tại sao nàng lại làm như vậy chứ? Phạm Mộng tức giận, trước đó nàng đã coi Lý Thanh Y là bằng hữu tốt. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Lúc này, Tử Hinh đột nhiên gằn giọng nói. Bị lừa 1 lần là do sơ suất, nhưng bị lừa 2 lần thì chính là ngu xuẩn. Ngày hôm nay nàng đã bị người trước mắt này hù dọa 2 lần, không thể nghi ngờ nàng thấy vô cùng nhục nhã. Dương Diệp nuốt 1 viên đan dược, sau đó đi tới trước mặt Phạm Mộng, nói. Nàng còn kiếm không? Phạm Mộng vội vàng gật đầu và lấy ra 1 thanh kiếm cho Dương Diệp. Dương Diệp nhận lấy kiếm. Cắm vào bên trong vỏ kiếm cổ, sau đó xoay người nhìn về phía đám người Tử Hinh, nói. Một kiếm này của ta có thể chém trời, ta thật ra không phải hù dọa các ngươi, ai trong các ngươi muốn thử. Ừ, kết quả cũng sẽ không quá thảm, nhiều lắm thì giống như lão già đi cùng các ngươi lúc trước thôi. Ta thật sự không phải đang hù dọa các ngươi. Dương Diệp tất nhiên đang hù dọa đám người Tử Hinh, cho dù hắn ăn 1 viên hồi khí đan nhưng cũng chỉ làm cho trong cơ thể mình có huyền khí mà thôi. Về phần vết thương trong ngoài cơ thể hắn thì phải ít nhất chờ 1 khắc sau mới khá hơn được. Hơn nữa, cho dù thương thế có khá hơn một chút, hắn cũng không dám rút kiếm, bởi vì khi rút 1 kiếm, toàn thân hắn nhất định sẽ trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Cho nên, lúc này hắn có thể làm chính là giả vờ mình lợi hại tới mức nào. Nhưng khi Dương Diệp nói muốn rút kiếm, đám người Tử Hinh không nhịn được lại liên tục lùi lại vài bước. 1 kiếm của Dương Diệp trước đó quá khủng khiếp. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy được. 1 cảnh giới hoàng giả đã bị 1 kiếm này của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt, bọn họ có thể không kiêng kỵ, không sợ hãi được sao? Tử Hinh bỗng nhiên nói. Lúc này hắn chỉ đang miệng cọp gan thỏ thôi, chúng ta không cần sợ hãi. Miệng cọp gan thỏ. Dương Diệp hừ lạnh 1 tiếng, tay trái thoáng động, 1 tiếng kiếm ngân vang vọng trời cao. Dương Diệp bước 1 bước về phía trước, nhìn đám người Tử Hinh với vẻ xem thường, nói. Các ngươi muốn từng người lên hay tất cả cùng lên? Sắc mặt của 10 người trung niên phía sau Tử Hinh thoáng biến đổi, lại lùi về phía sau 2 bước. Không phải bọn họ nhát gan, mà cảnh tượng Dương Diệp 1 kiếm chém giết cảnh giới hoàng giả kia thật sự rất khủng khiếp. Bởi vì cảnh tượng kia, trong lòng bọn họ theo bản năng rất sợ và e ngại Dương Diệp. Hắn đang hù dọa chúng ta thôi. Tử Hinh trầm giọng nói. Cho dù nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng hơi sợ. Bởi vì trước đó nàng đã tự mình lĩnh giáo quá sự hung tàn cùng khủng khiếp của Dương Diệp.
vậy ngươi qua đây thử xem. Dương Diệp cầm vỏ đứng đó, tay phải cầm chuôi kiếm, vỏ kiếm cổ ở trong tay hắn không ngừng chấn động, kiếm trong vỏ kiếm cổ dường như lập tức muốn lao ra vậy. Trên mặt đám người Tử Hinh lấm tấm mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới cảnh tượng Dương Diệp dùng một kiếm chém giết cảnh giới hoàng giả lúc trước, một vài người trung niên thiếu chút nữa đã muốn chạy trốn. Cho dù trong lòng Tử Hinh cũng có chút khẩn trương cùng kiêng kỵ, nhưng nàng vẫn ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó nói. Các ngươi suy nghĩ xem, nếu hắn quả thật có thực lực giết chúng ta trong giây lát, còn có thể đứng đó nói nhảm cùng chúng ta sao? Bây giờ hắn sở dĩ hù dọa chúng ta như vậy, đủ để chứng minh lúc này hắn là miệng cọp gan thỏ, chỉ cần chúng ta ra tay cùng lúc, nhất định có thể giết chết hắn. Nghe vậy, những người trung niên phía sau Tử Hinh liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Tử Hinh nói cũng có đạo lý. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại chậm rãi đi về phía bọn họ, điều này làm cho vẻ mặt đám người Tử Hinh lại biến đổi. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía đám người Tử Hinh, trong lòng Phạm Mộng Thầm cả kinh. Nàng biết rõ tình trạng của Dương Diệp tình hình, trước đó hắn thậm chí không đi được. Nàng muốn đi lên kéo Dương Diệp, tuy nhiên bị Phạm Ly kéo lại. Phạm Ly biết, lúc này Dương Diệp đang hù dọa đám người Tử Hinh, nếu như Phạm Mộng đi tới kéo hắn, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi cảm thấy ta không có năng lực giết ngươi à? Ánh mắt Dương Diệp nhìn Tử Hinh, hắn đi từng bước về phía Tử Hinh, rất chậm, nhưng đám người Tử Hinh lại cảm giác từng bước kia dường như đang đạp lên trái tim của bọn họ, một cảm giác áp bức ép tới. Dương Diệp không ngừng đi tới, đám người Tử Hinh lại không ngừng lui về phía sau, điều này làm cho hai tỷ muội Phạm Ly nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Không thể không nói, lúc này đám người Tử Hinh sắp suy sụp rồi. Chỉ sợ trong lòng bọn họ biết, Dương Diệp trước mắt này hơn phân nửa là đang cố làm ra vẻ huyền bí, đang hù dọa bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không dám tiến lên, lại không dám ra tay. Bởi vì mỗi khi bọn họ muốn ra tay, cảnh tượng Dương Diệp dùng một kiếm chém giết cảnh giới hoàng giả kia sẽ tự nhiên hiện ra trong đầu bọn họ. A! Tử Hinh đột nhiên gầm lên giận dữ, điều này làm cho tất cả mọi người ở đó sửng sốt, Dương Diệp cũng nheo mắt, dừng bước. Thầm nghĩ nữ nhân này không phải bị điên rồi chứ. Tuông cơ thế Tử Hinh đột nhiên phát ra một khí thế mạnh mẽ, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đỏ ngầu lộ vẻ điên cuồng, thời gian trước đó khiến cho nàng thật sự không chịu nổi. Bởi vậy, nàng đã quyết định đồng quy vu tận, huyền khí trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nữ nhân này có chút không bình thường. Ta giết ngươi. Tử Hinh gầm lên giận dữ và muốn động thủ, mà vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, giống như trời sập đất vùi. Ầm, ngọn núi cách bọn họ không xa ầm ầm đổ nát. Mọi người ngây người, lúc này Dương Diệp cũng ngây người. Đây là tình cảnh gì vậy? Đúng lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Lúc này trên mặt Lý Thanh Y đầy khủng hoảng cùng lo lắng, ngoại trừ khủng hoảng cùng sốt ruột ra, Dương Diệp còn nhìn thấy vẻ hưng phấn cùng kích động. Đi mau! Lý Thanh Y trực tiếp công Dương Diệp Yên, sau đó hóa thành một làn gió bắn nhanh về phía xa. Phạm Mộng còn đang ngẩn người, Phạm Ly đã lấy lại tinh thần, kéo Phạm Mộng vội vàng đuổi theo Lý Thanh Y. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt, đám người Tử Hinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con vượn lớn to như ngọn núi nhỏ đang chạy về bên phía bọn họ. Con vượn to lớn cao gần 10 trượng, nó chạy bằng cả hai tay hai chân. Mỗi lần chân hạ xuống đất đều sẽ làm cho cả mặt đất chấn động mạnh. Yêu tướng! Gương mặt đám người Tử Hinh chợt trắng bệch, không hề nghĩ ngợi đã xoay người chạy như điên. Cho dù ngự thú tông bọn họ có thể ngự thú, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Yêu thú tới cấp bậc như yêu tướng, bọn họ căn bản không thể điều khiển được. Hơn nữa, lúc này con yêu tướng này rõ ràng là có trạng thái phẫn nộ, đi khống chế nó à? Đó chính là chịu chết. Bởi vậy, đám người Tử Hinh không do dự đã lựa chọn chạy trốn. Lúc này Dương Diệp cũng nhìn thấy con vượn lớn phía sau, không nhịn được khóe miệng khẽ giật. Con vượn lớn này không chỉ là hoàng cấp đâu, hình dáng kia, làn da kia hoàn toàn chính là một bức tường thành. Lấy cảnh giới của hắn bây giờ, cho dù cơ thể được chữa trị một ít cũng không giết được đối phương, bởi vì da của đối phương này quá dày. Cơ thể quá lớn căn bản không thể chỉ mấy đường kiếm khí là giải quyết được đâu. Ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Lý Thanh Y không nói gì, Phạm Ly bỗng nhiên trầm giọng nói. Đây là yêu tướng, dưới tình hình chung, chỉ cần nhân loại chúng ta không chủ động mạo phạm chúng chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta.
Bây giờ, nó nổi giận như vậy. Mà nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm Lý Thanh Y, nói. Lý tiểu thư, có phải tiểu thư trộm hầu nhi tử của Linh Viên Vương không? Đúng. Lý Thanh Y không giấu giếm. Nghe vậy, vẻ mặt Phạm Ly lập tức trắng bệch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hầu nhi tử là vật gì? Phạm Ly không nói gì, Phạm Mộng nói tiếp. Hầu nhi tử là thức yêu thú loài khỉ thích nhất, cũng là thứ đặc biệt quan trọng. Bởi vì hầu nhi tử này không những có thể làm cho thực lực của bọn chúng được nâng cao, còn có thể làm cho khỉ mẹ mang thai. Bởi vậy, mỗi con yêu thú loài khỉ đều thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong núi lớn, thu thập các loại linh tuyền cùng với linh vật để chế tạo ra hầu nhi tử. Nói như vậy, khi chế luyện ra hầu nhi tử đại khái cần tốn mấy chục năm. Nàng trộm hầu nhi tử, vậy nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, tay phải trực tiếp nắm lấy cổ của Lý Thanh Y, nói. Bây giờ ngươi có hai con đường, một là trả lại hầu nhi tử, hai là thả ta xuống, ngươi tự mình trốn. Hắn vốn cho rằng Lý Thanh Y có lòng tốt mang hắn theo, hiện tại xem ra đối phương đâu phải có lòng tốt, đối phương muốn mang cái chết tới cho hắn. Vẻ mặt Lý Thanh Y không thay đổi, vẫn chạy như điên. Dương Diệp, ta biết người nhất định có con át chủ bài nào đó, người khẳng định có thể đối phó được nó, chỉ cần người giúp ta đối phó với nó, Thiên Cương Thành ta nhất định sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Con mẹ nó ta đã như vậy, người còn bảo ta đi đối phó nó à? Dương Diệp không nhịn được chửi ầm lên. Người mở mắt ra nhìn đi, bây giờ ta thậm chí còn không đi được. Người nhất định có con át chủ bài. Lý Thanh Y trầm giọng nói. Không có. Dương Diệp nói. Không thì cùng chết. Giọng nói của Lý Thanh Y đột nhiên trở nên dữ tợn. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác lưng mình căng ra, điều này làm cho máu trong cơ thể hắn lại tràn ra. Trong mắt Dương Diệp có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, hắn cúi đầu, ghé sát gần tai Lý Thanh Y, nói. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giết cả Thiên Cương Thành của ngươi không? Ta tin. Lý Thanh Y nói. Ta biết. Cho dù bây giờ ngươi như vậy, nhưng chắc chắn còn có biện pháp để giết ta, trước cũng tin tưởng chờ ngươi khôi phục thực lực, có thể tạo thành uy hiếp với Thiên Cương Thành ta. Nhưng ta dám cam đoan, cho dù ngươi có thể chạy trốn, hai tỷ muội Phạm gia cũng chạy không thoát. Ngươi uy hiếp ta à? Tay Dương Diệp siết chặt, Lý Thanh Y chợt cảm thấy nghẹt thở, mặt tái xanh. Lúc này chúng ta nên liên thủ đối địch thì hơn. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên nói. Cho dù nàng rất tức giận về hành động của Lý Thanh Y, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Lý Thanh Y không thể chết được. Nếu không, Thiên Cương Thành rất có khả năng sẽ trút giận vào Phạm gia. Dương Diệp dừng tay, hắn liếc nhìn về phía sau, chỉ thấy con vượn lớn này càng lúc càng gần bọn họ, hơn nữa hắn phát hiện, ngọn núi bỗng nhiên chấn động, xung quanh không ngừng có thứ gì đó lao về phía bọn họ. Linh Viên Vương là yêu tướng của Đoạn Thiên Sơn Mạch này. Hắn có thể chỉ huy tất cả yêu thú có đẳng cấp thấp hơn hắn trong Đoạn Thiên Sơn Mạch. Chúng ta không thoát được đâu. Phạm Mộng kinh hãi nhìn xung quanh, sau đó đi tới bên cạnh Lý Thanh Y, hơi sợ hãi kéo góc áo của Dương Diệp. Ta đã thông báo cho cường giả Thiên Cương Thành ta biết rồi. Bọn họ sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Lúc này, Lý Thanh Y đột nhiên nói. Việc chúng ta nên làm bây giờ là kéo dài thời gian. Vì sao không nói sớm? Dương Diệp trầm giọng nói. Bởi vì khi đó ta còn chưa có hầu nhi tử, thông báo sớm nhất định sẽ chọc cho những cường giả căm thù Thiên Cương Thành ta đi theo. Tới khi đó, nhất định sẽ kinh động tới Linh Viên Vương, ta căn bản không có cơ hội nhận được hầu nhi tử nữa. Lý Thanh Y nói đến đây thì ngừng lại, bởi vì xung quanh bọn họ đã xuất hiện vô số yêu thú. Bọn họ đã bị yêu thú bao vây. Nhân loại, giao hầu nhi tử ra, ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Đúng lúc này, một người trung niên khôi ngô chậm rãi đi ra khỏi đám yêu thú. Không cần phải nói, đây là Linh Viên Vương. Làm thế nào đây? Lý Thanh Y hỏi Dương Diệp. Thương thế ta khôi phục được một chút. Dương Diệp nói. Lý Thanh Y mừng rỡ. Nhưng ngay vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác cổ mình căng ra. Chỉ thấy Dương Diệp khống chế cổ nàng, nói. Ta không thích bị người lợi dụng cùng uy hiếp. Không quan tâm mục đích của ngươi là gì, đều dừng ở đây đi. Nói xong, tay Dương Diệp chợt dùng sức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.